Tập 1. Trung Châu Kinh Thành của Càn Quốc. Danh quán của Kinh Thành Diệu An Phường. Nhanh gọi mộng cô nương ra cho bổn công tử. Thượng Hoàng công tử, mộng cô nương hôm nay mệt rồi, cô ấy nói hôm nay không gặp khách. Không gặp khách cũng được, không gặp bổn công tử là không được đâu. Ngon, gọi mộng cô nương ra đây, đàn cho bổn công tử nghe hai bài. Nếu không, ngươi biết bản thân sẽ có kết cục như thế nào rồi đó. Đó là Thượng Quan Tinh Phong, tên đó lại đưa người hầu đến Diệu Âm Phường để gây chuyện rồi. Đáng ghét, cái tên công tử ăn chơi đó chưa bao giờ mà chịu dừng lại. Các ngươi bớt nói vài câu đi, nếu như bị hắn nghe được thì sẽ chết chắc đấy. Đừng quên rằng, hắn không phải là công tử ăn chơi bình thường đâu. Ngồi trừ gia thế bối cảnh trên thiên thông thiên ra, hắn cũng là một người tu hành rất lợi hại. Thượng Quan công tử hay là ngài chọn cô nương khác được không? Ta chỉ là một tiểu thị nữ, xin đừng có làm khó ta. Lắm mồm, lại ra tay với một cô nương. Đáng ghét, cái tên này thật sự lời quá đáng mà. Ngụy Hình, hãy nhìn thấy chưa, dưới chân thiên tử lại có người vô pháp vô thiên như vậy. Ngụy Hình xem đi, có kỹ ác như vậy thật sự khiến người khác phải phẫn nộ đó. Hả? Ta nhìn thấy rồi, sao vậy? Ngụy Hình nhìn thấy có người làm điều ác như vậy, hắn không cảm thấy tức giận sao? Liên quan tới gì đến ta chứ? Người đọc sách cứ thế hệ chúng ta sẽ lại lạnh nhạt như vậy. Thế các ngươi ngược lại đi lên ngăn cản hắn đi chứ. Cái đó chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Từ Đức, hai người các ngươi bắt ta lên nơi phong nghiệp như vậy, đến rồi thì gặp phải chuyện này, dù sao cũng không nghe được cái bài nào thôi thì đi về vậy. Nhưng mà cái tên công tử đó ăn chơi. Yên tâm đi, Diệu An Phường mở dưới chân thiên tử sừng sững không ngã, nhất định là cũng có bối cảnh rồi. Lại dám ngang ngược ở Diệu Âm Phường, thuần túy là muốn tìm cây chết. Có lẽ rất nhanh sẽ có người đứng sau rồi xử lý cái tên công tử ăn chơi đó. Ngụy Huynh, huynh chỉ biết cái một không biết hai. Diệu Âm Phường quả thật là có bối cảnh, nhưng bối cảnh của Thượng Quan Tinh Phong càng mạnh hơn. Bối cảnh mạnh hơn thì có lẽ bồi dưỡng ra những cái tên con cháu ăn chơi ngu xuẩn như vậy sao? Ngụy Huynh, do huynh quá là chuyên tâm vào việc học hành, điều chưa bao giờ nghe qua đại danh của Thượng Quan Tinh Phong. Hắn là người đứng đầu trong tứ đại ác thiếu của kinh thành đấy. Chuyện quan trọng là phụ thân của hắn là thừa tướng đương triều của Thượng Quan Quân, muội muội còn là đệ tử chân truyền của Thiên Âm Tông trong 10 cái môn phái chính đạo lớn của tu chân giới. Nghe nói có người đã từng bắt mạng với chuyện ác hắn làm mạng mắng hắn vài câu, kết quả ngày hôm sau người đó đã bị phát hiện chết ở bên người. Chết? Nghi huynh, sao huynh lại run rẩy lên vậy? Đừng sợ, chứ còn huynh không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không gây phiền phức cho huynh đâu. Lời ta nói ngươi nghe rõ chưa? Thượng Quan công tử, nhanh gọi mộng cô nương ra cho lão tử. Nếu không á, bổn công tử sẽ bóp chết ngươi. Ôi da, ai dám ném ta? Hả? Lại tập kích bổn công tử. Ôi da, đậu mé, chẳng sống rồi có đúng không? Ta, Nguy huynh, sao huynh lại... Ủa, là hắn, người ném ly rượu lại là... Tấn Khoa Trạng Nguyên Ngụy Quân. Nghe nói sau khoa cử này sẽ cho các học sinh thời gian ăn chơi 3 ngày. Lý nào Trạng Nguyên Lan cũng đến rồi? Không sai, là hắn. Hôm qua tao thấy hắn cưỡi ngựa đi trên đường. Đó là đỉnh phong đời người ngồi biệt gia nhập vào tu chân giới đấy. Ngươi thì hiểu cái gì, đọc sách khiến cho Trạng Nguyên sớm muộn cũng có thể giành được thực lực ngang bằng với ngươi tu hành. Đáng tiếc bây giờ hắn đã đắc tội với con trai của thừa tướng Thượng Quan rồi, tiền đồ của hắn tôn rồi đó. Tấn Kho Trạng Nguyên Nghị Quấn, ta biết ngươi, ngươi lại dám dùng ly rượu ném vào ta, ngươi có biết ta là ai không? Hành hiệp trượng nghĩa cũng không xem bản thân có bản lĩnh đó hay không? Ngươi xứng đáng. Ta có xứng hay không? Ngươi không tính. Ngươi là ai không quan trọng, cho dù ngươi là ai đều không có lý do trở thành người vô pháp vô thiên. Thân phận địa vị cũng không thể trở thành sự đáng trở thành hiệp trượng nghĩa. Nhưng phàm là người có nhận thức đều nên đứng ra ngăn cản ngươi. Thân phận địa vị của ngươi ở trong mắt của ta không đáng một đồng, chỉ biết kỹ thế hiếp người, dựa vào gia thế của bản thân làm điều ác. Ngươi ở trong mắt của ta chính là loại cầm thú, cho dù là chết ta cũng không thấp mặt cỡ loại cầm thú như ngươi làm điều ác. Ngụy Quân sao rất là hứng thú.
Nghị hình đúng là dám nói thật. Không ngờ hắn lại có khí phách như vậy. Hơn đây là muốn liều mạng, ta thật sự thấy hổ thẹn. Nghị quân là chính nhân quân tử coi thường cái chết. Tôn khô trận nghiêng này thật sự không sợ chết. Không sai, các ngươi sai rồi. Ta không phải là không sợ chết, mà là ta thân là thiên đế, là một trong những người mạnh nhất của thư thiên vạn giới. Vì đã tìm kiếm cầu đột phá, lựa chọn lịch kiếp trùng tu, luân hồi chuyển thế 10 vạn lần, cuối cùng nó chuyển thế thành nghĩa quân. Khi ta chết trong tay của người khác, thì người ta hoàn thành thôi biến cuối cùng của thiên đế. Cho nên ta là thật sự rất muốn chết. Nghĩa quân, xem ra ngươi thật sự rất muốn chết. Với thân phận của bổn công tử, giết ngươi còn dở hơn là cả giết một con gà. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Câu còn không được. Tốt lắm, lại có thể thuận lợi như vậy. Lần này Trạm chết chắc rồi. Chết đã gần trước mắt rồi, chỉ cần bị giết chết, mình lập tức có thể trở thành thiên đế vô địch của chư thiên. Nhanh động tay đi thượng quan tinh phong. Trẫm, em cảm ơn ngươi. Hắn đã còn cười. Nó là người sẽ chết rồi lại còn cười được sao? Không lẽ ngươi bị dọa cho sợ bị mất trí rồi đi chứ? Sợ hãi? Có gì mà sợ? Phải sợ? Chẳng qua chỉ là một cái tên cầm thú kỹ thuật hiếp người mà thôi. Ta cứ đứng ở đây, ngươi dám giết ta sao? Nghị huynh, đừng có nói nữa. Đối đầu với thượng quan công tử, huynh thật sự sẽ chết đấy. Thượng quan công tử? Ngụy huynh chỉ là uống nhiều thôi, ngài tuyệt đối đừng có so đo với hắn. Xem bọn có người hiểu chuyện chứ kìa. Ngươi cho rằng tận khô trở nghiêng thì có thể tùy tiện hành hiệp trượng nghĩa được sao? Ở trong lòng á của bọn họ, ngươi chẳng khác gì với kẻ ngốc đâu. Như vậy đi, chứ còn ngươi quỳ xuống xin lỗi bổn công tử á, ta có thể tha cho mạng chó của ngươi. Ta sai rồi. Con tưởng là gặp phải một cái tên anh hùng hảo hán, xem ra chỉ là nhất thời kích động. Quả nhiên cuối cùng vẫn phải khuất phục ở dưới dâm tạp thượng quan rồi. Đem ngươi so với cái tên cầm thú, thật sự là sỉ nhục của cầm thú. Ngươi căn bản không bằng cầm thú. Địch Nghị quân, ngươi hãy vì hình đời không quyền không thế. Sợ ngươi là lẽ đương nhiên. Nếu như vì ta đứng ra mà liên lụy đến bọn họ, vốn chỉ là ta không đúng. Bọn họ vất vả học hành 20 năm, cỡ thư hy vọng của cả nhà. Cho dù bọn họ và ta đã vạch rõ ra quan hệ, cũng không phải không ổn thỏa. Ta vẫn xin bọn họ là bạn. Hơn nữa chuyện này quả thật là không liên quan đến bọn họ. Muốn làm cái gì ngươi nhắm mắt đến một mình ta là được rồi. Nghị huynh, trợ nghiên công lỗi cái tình có nghĩa như vậy, nói rất hay. Quả nhiên là người liêm chính. Nghị công tử nói hay lắm. Thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa. Chi phí hôm nay á, có trợ nghiên công tử ghi nợ cho ta. Không sợ. Quyền quý, ta cũng không bằng. Đây mới là phong cách của nghị quân tử thật sự. Cầm mồm hết cho ta. Coi thường cái chết cái đúng không? Bọn công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Đi, bắt hắn lại cho ta. Rõ. Tốt lắm. Mau, mở động tay đi, đừng có khách khí. Thượng quan công tử, ta đã ra ngồi rồi. Xin đừng làm khó cho người khác. Trời ơi, là mộng cô nương, quá đẹp. Ta không hổ danh là người nổi tiếng của Diệu Âm Phường. Đúng là tiên nữ giáng trần. Thượng quan công tử, ta nghiện hát cho ngài nghe. Xin ngài hãy tha cho nghị công tử đi. Hả? Tía tí tí có nhìn cũng không tệ. Sao lòng gió lại độc ác như vậy? Mộng cô nương, không còn phải lo lắng, càng không còn phải nịnh nọt cái tên ác thiếu này. Nếu như mộng cô nương vì giúp ta mà bị cái tên ác thiếu này làm dơ bẩn, nghị quân ta còn mặt mũi sống trong trời đất này hay không? Nghị công tử, người còn tiếp tục kiên trì như vậy, thật sự sẽ chết đấy. Chết thì có gì mà sợ? Nếu như hôm nay ta sẽ thật sự từ bỏ, đó mới gọi là chết thật sự. Hắn thật sự muốn như vậy sao? Bỏ đi. Mong cô nương, người ta căn bản không muốn cô giúp đỡ.
Như vậy cũng đồng ý với của ta. Ta thích nhất chính là nhìn thấy cái bộ dạng anh hùng hảo hán cầu xin tha thứ. Đưa đi cho ta. Ta muốn từ từ dày vò hắn đến chết. Xin thượng quan công tử hãy thủ hạ lưu tình. Xin thượng quan công tử hãy suy nghĩ kỹ. Thượng quan công tử hãy tha cho Trạng Nguyên công một lần đi. Thượng quan công tử đại nhân không nên so đo với tiểu nhân. Cái người rốt cuộc sao lại muốn hại trẫm? Xin thượng quan công tử hãy tha cho Nghị quân. Thượng quan công tử, Nghị huynh chính là nhất thời hồ đồ. Xin công tử hãy tha thứ cho hắn lần này đi. Thượng quan công tử xin suy nghĩ kỹ. Thiếu gia ngài xem, người người đều có nhiều huyết, trẫm có thể hiểu, cũng rất là cảm động. Nhưng các ngươi tại sao lại muốn phá hội cơ hội của trẫm? Lỡ như hắn không giết ta, không phải ta nói vô ích rồi sao? Một cái đám nho sinh khốn kiếp, chó răng dơ bao nhiêu người thì có thể làm gì được bổn thiếu gia? Ngô thúc, đi bắt hắn đi. Ta xem hôm nay ai có thể ngăn được ta. Vâng công tử. Là người tu hành, không hay, cơ thể không nhúc nhích được nữa rồi. Thành công rồi. Nghị huynh chết thơ thảm thật. Ngươi vẫn còn là con trai, Nghị huynh chỉ là bị bắt đi thôi, vẫn chưa chết đâu. Ngươi đừng có mà trù hắn nữa có được không? Nhưng mà bị thượng quan bắt đi, còn Nghị huynh á cũng là nít dữ nhiều. Nghị huynh đáng thương, một nam nhân chính trực như vậy. Nếu so với Nghị công tử, chúng ta thật sự thấy rất là hổ thẹn. Nghị công tử thật đúng là một người đáng kinh ngạc. Sư tỷ, chúng ta phải làm như thế nào? Ngươi hãy đem chuyện hôm nay xảy ra Diệu Âm Phường truyền ra ngoài đi. Truyền càng rộng càng tốt. Nam nhân có khí phách như vậy có lý nào sẽ được nhiều người biết đến? Nghị công tử có nguy hiểm đến tính mạng không? Dù sao hắn cũng đã vì cứu ta. Nguy hiểm, yên tâm đi. Bây giờ hắn an toàn rồi. Bất cứ một người nào, tên đó được lắm. Hàng trăm hình phạt, mỗi một loại phạt đều có thể lấy mạng của mình. Thượng quan Tinh Phong cũng khá là biến thái đấy chứ. Thế nào Nghĩa quân, bốn con tổ chuẩn bị từ phòng cho ngươi, ngươi thấy hài lòng không? Nói xem thử đi, ngươi muốn chết thế nào? Muốn chết, muốn giết thì giết, đừng có phí lời như vậy. Ngươi thật sự không có chút sợ hãi nào sao? Mày nói sao mà lắm lời như vậy? Nhanh động tay đi. Nghĩa quân tổ tuyệt đối không cúi đầu trước quyền thế đâu. Nhìn lên ta còn vội đi đầu thai nữa. Thật là không có chút động lòng nào. Vẫn may tốt thật, vừa mới thức tỉnh ký ức thì có thể chết rồi. Làm tốt lắm thượng quan, sau này sẽ thưởng cho ngươi làm thái giám tổng quản. Trạm quả nhiên là người khôn dung rộng rãi. Nghị huynh, huynh quả thật á, là người mà ta còn tìm. Mời Nghị huynh đi đến phòng của ta. Ngươi làm gì vậy? Có cái gì đó không đúng. Nghị huynh, đây chính là một hiểu lầm. Thật ra ta không hề có ác ý. Biến đi, đừng có làm mấy cái chuyện kỳ lạ. Nghị huynh, hãy nghe ta giải thích đã. Mỗi chuyện là như vậy. Sư tỷ, tin tức đã được lan truyền ra ngoài rồi. Rất tốt. Đúng rồi sư tỷ. Sư tỷ chắc chắn Nghị quân rất là an toàn. Cái này sao? Ta muốn mời cô phối hợp diễn với ta một màn kịch, để xem thử phẩm chất của Tân Khoa Trạng Nguyên mới Nghị quân. Cho nên ngươi bỏ ra nhiều thời gian như vậy chính là vì muốn sống, vì muốn thử thách ta sao? Phải, đây cũng là do một cô nương đã phối hợp. Có phải ngươi bị bệnh hay không? Một tên công tử ăn chơi như ngươi không đi giết người phóng hỏa, ngươi làm thử thách ta làm gì? Có phải ngươi ăn no rồi không có làm gì đúng không? Ngươi rất là rảnh rỗi đúng không? Nghị huynh đừng kích động. Hơn như ta giải thích cái đã. Ta đã quen nhìn thấy mấy người hay nịnh hót, cho nên á thích cách giao với anh hùng có khí phách như Nghị huynh.
Nhân quả thân phận của ta, người muốn tiếp cận với ta quá nhiều. Cho nên ta nhất định phải dùng cách này để thử thách một chút. Xin ngụy huynh lượng thứ. Nhân ở bên ngoài á, nói ngươi đã giết chết những cái người đắc tội với ngươi. Đó chỉ là màn kịch cho người khác xem thôi. Hậu hắn trước đây đều là do ta sắp xếp. Ta có chút không hiểu. Làm bại hội danh tiếng bản thân như vậy, ngươi muốn cái gì? Muốn gì sao? Ta muốn vinh hoa phú quý, một đời vui chơi sao? Ta muốn quyền thế, người trên vạn người. Hay là lâu danh muôn đời, được sử sách lâu danh? Không, những cái thứ đó ta không muốn. Ta muốn chính là bách tính an cư lập nghiệp, quốc gia cường thịnh, kẻ địch bên ngoài không dám xâm nhập vào. Ta muốn quân vương tự xã tắc, người có chức vị cao phải vì nước suy nghĩ cho dân. Ta muốn tất cả mọi người vì sống một quốc gia như vậy mà phải thấy tự hào. Nếu như cái thứ hoàn thành tâm nguyện này, thượng quan tinh phong ta, cho dù cái thân bại danh liệt thì đã sao chứ? Mời nghị quân huynh, chính là đồng đạo cách mạng ta luôn tìm. Chỉ cần có nam nhân như huynh gia nhập với chúng ta nhất định có thể thay đổi quốc gia này bị bệnh này. Mình đã bị ngốc rồi. Một tên nó thiếu ăn chơi trác tàng, với bờ ngồi thì điều ác gì cũng làm, trong âm thầm á, lại là một thanh niên yêu nước. Trẫm thật sự rơi vào hố rồi. Vì để lôi kéo ta mà diễn ra cái màn kịch như vậy, thậm chí không tiếc làm xấu danh tiếng của bản thân. Thượng quan công tử ngài, thật sự là bệnh không hề nhẹ đấy. Đáng ghét, kích động vô ích rồi, không ngờ lại gặp phải một cái tên ăn chơi pha kỳ. Nhưng mà cũng không thể bỏ cuộc như vậy được, dù sao cũng là con trai của thừa tướng. Mình sỉ nhục hắn như vậy, nó không chừng không chịu được, cũng sẽ giết mình cho coi. Ngụy Hình quả nhiên là một chính nhân quân tử không định nọt. Cho dù biết được thân phận và cách làm người của ta, nhưng vẫn không thay đổi, thái độ vẫn như trước đây. Sao cái bộ dạng lại thảnh thơi như vậy? Không lẽ cái tên này là bị ngược đãi sao? Ta không thèm nói nhiều với ngươi. Nếu như ngươi đã không muốn giết ta, phía sau xử lý thế nào cũng không phải để ta mà gia đình tích đi ra ngồi sống được chứ. Ngụy Hình nó nghĩ nhiều rồi. Hình là tân khoa trạng nguyên tài cao, phụ thân ta thích văn chương của Hình mới bảo ta thăm dò Hình. Tài hoa của Hình nếu như là giữ là để trị quốc yên bình thiên hạ, sao có thể mà gia đình tích được chứ. Cho nên phía sau ngươi sắp xếp thế nào, Ngụy Hình đừng vội, tất cả đều nằm trong dự. Thỏa nghĩ quân ra. Thượng quan tinh phong thỏa nghĩ công tử ra. Trạng nguyên công cố lưu gắn lên, chúng ta đến cứu huynh rồi đây. Là ta sắp xếp người ở phía sau chỉ dẫn. Đem mọi chuyện làm lớn lên, ta mới có thể gây áp lực tha cho ngươi con đường sống. Cũng sẽ không bị người khác nhìn ra chúng ta đang diễn kịch. Phái người để tạo danh tiếng tốt cho ta, lại phá vỡ hình tượng của bản thân. Thượng quan công tử đúng là một nhân tài đấy. Làm gì có, đã tạ Ngụy huynh đã quá khen. Ta không có khen ngươi. Nghe cho kỹ đi, người bên ngoài mắng ngươi cũng hơi khó nghe rồi. Thượng quan Tinh Phong, ngươi cẩn thận ác giả báo. Thượng quan Tinh Phong, quốc tặc, côn trùng, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Thượng quan Tinh Phong, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thượng quan Tinh Phong, lão tử chúc ngươi không sinh con được. Thượng quan Tinh Phong khốn kiếp, cút ra ngồi cho ta. Cái đồ vô liêm sỉ, thỏa nghị công tử ra. Thật là tốt, mọi người mắng ta mạnh mẽ như vậy cũng khiến ta hưng phấn lên. Cái đồ thần kinh, tên này tuyệt đối là thích chịu được. Nghị huynh, cái đám bên ngồi mắng chửi ta như vậy, một nửa là tự chửi, một nửa là ta sắp xếp. Huynh có cảm thấy đại ca có hy vọng rồi? Đại ca cần có hy vọng hay không ta không biết, người nhất định là không có hy vọng rồi. Bây giờ nếu như ngươi ra ngồi nhất định sẽ bị đánh chết. Ngụy huynh, huynh có biết tại sao ta lại muốn thử thách huynh không? Vì ngươi bị thần kinh. Ngụy huynh, bệnh của cá nhân ta là bệnh nhỏ, bây giờ bị bệnh thật sự là quốc gia này. Đại ca của bây giờ hồn đã chìm đắm vào tu tiên, không quan tâm đến triều chính. Người tu hành quyền thế cuồn cuộn chèn ép bách tính, và những người có hồi bảo lại khó mà thi triển. Bệnh của đại càng là không thể trị khỏi được. Tại sao lại muốn thử thách Ngụy huynh? Tại sao lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để giúp huynh có được danh tiếng? Trong lòng Ngụy huynh có suy đoán chưa? Thượng quan thừa tướng thích mình,
Không đúng. Trợ nghi mặc dù có giá trị nhất định, nhưng đối với thừa tướng dưới một người trên bảng người mà nói, cũng không nên lôi kéo như vậy. Cho nên chỉ có thể là vì thừa tướng đại nhân có chuyện gì á, cần bốn trợ nghi giúp đỡ sau. Nghi hình quả nhiên là thừa là thông minh. Cụ thể là gì nói ra nghi xem thử. Tới công sức như vậy, xem ra chuyện này không đơn giản, lỡ như có chút nguy hiểm. Nghi hình á, có nghĩ qua tiền đồ của sau này không? Nếu như không xảy ra sự cố bất ngờ, có lẽ ta sẽ bị phong đi Hàn Lâm viện đúng không? Đúng, chính là Hàn Lâm viện. Lời nói làm việc chuyển gạch ra ban đầu của Tân Khô Trạng Nguyên chính là Hàn Lâm viện. Ở đây tụ tập những người đọc sách hàng đầu của toàn quốc, công việc chủ yếu là viết bản thảo của triều đình, làm ban giám khảo của khoa cử, cũng đọc sách với hoàng tử. Nếu như làm tốt, còn có cơ hội trở thành á, đống sự trưởng hoàng đế. Thuộc hạ là những người làm thiên đỉnh cấp nhất. Thừa tướng cũng chính là sale. Mặc dù đi vào Hàn Lâm viện quả thật là có tác dụng với thừa tướng, nhưng bây giờ đầu tư lên người của cậu ta có hơi sớm quá không? Ít nhất có cần đến 5 đến 10 năm ta mới có thể giúp hắn cùng nhau đấu đá nội bộ ở quan trường. Không, không, không phải là vì cái này. Nghị huynh, phụ thân của ta hy vọng sau khi huynh đi vào Hàn Lâm viện, đi giành lấy được cơ hội viết sách lịch sử. Sách lịch sử? Thượng quan thừa tướng sao lại tìm đến ta? Một người mới như ta đi vào Hàn Lâm viện cũng không đến lượt ta đúng không? Rất nhanh, Hàn Lâm viện sẽ tu sử, nhưng học sĩ của Hàn Lâm viện khác đều sẽ có công việc riêng của mình. Mà người chấp bút lịch sử nhất định là học sĩ của Hàn Lâm, phải nuôi dưỡng ra sự chính trực. Sự chính trực này, một trong những sức mạnh siêu phàm tồn tại của thế giới này. Rất lâu trước đi, nhỏ do thánh nhân dẫn dắt 3.000 đệ tử khuất phục thiên hạ, đồng thời cũng đặt ra quy tắc kỵ ham sống sợ chết, mãi mãi không tin nuôi dưỡng ra sự chính trực. Sự sách đã viết rõ ràng, chỉ cho phép nho sinh có sự chính trực vì sách, đảm bảo tính công bằng và chân thật trên sự sách. Mà trong mắt của cha con thượng quan Nghĩa Quân chính là cổ đông tiềm lực siêu cấp, hạt giống chính trực tốt nhất, viết ra lựa chọn chính xác trên lịch sử. Có phụ thân ta giúp đỡ, cộng thêm năng lực và phẩm chất của Nghị huynh, nuôi dưỡng ra chính trực chỉ là vấn đề và thời gian. Bọn họ đây là muốn giúp mình đứng lên đỉnh phong của người đi học. Thành ý lớn như vậy, chuyện mà bọn họ muốn làm mình khó khăn nguy hiểm cái nào, nhưng mà trẫm thích chuyện nguy hiểm. Hàn Lâm viện rốt cuộc tu sử gì, thừa tướng lại đã tâm như vậy sao? Chiến tranh vệ quốc, một đoạn lịch sử không bị bàn tán, một đoạn lịch sử đầy mùi máu tanh và phản bội, một đoạn lịch sử nếu không cẩn thận, người ghi chép đầu sẽ bị giết chết. Là tả thực hay là chân tướng của lịch sử lúng túng, nói hùa theo ý của hoàng đế hiện tại, che giấu sự thật, ca tụng công đức. Thượng quan thừa tướng muốn ta nói hùa theo sao? Không, gia phụ hy vọng Nghị huynh có thể chịu được cái áp lực của các phương, cầm bút trực tiếp. Đương nhiên, làm chuyện này cũng có nguy hiểm rất lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nếu như Nghị huynh không muốn, xem như là ta chưa nói. Rất tốt, chuyện này ta nhận rồi. 10 năm trước, đế quốc Đại Cần suýt nữa là bị kẻ địch mạnh đến từ phương Tây diệt quốc, vì để chống lại xâm nhập, vô số tướng sĩ anh hùng hào kiệt đi vào chiến đấu có bản quốc gia, lịch sử gọi là chiến tranh vệ quốc. Vì vậy khi thắng lợi sắp tới xảy ra một loạt chuyện khó tin, hồn đó còn chính yêu dân chính trực chết rồi. Thái tử thông minh, chính trực, hiểu sâu lòng người lại mất tích rồi. Hồn đó ngồi trừ thái tử ra, còn có một trai một gái, hồn vị có lẽ là truyền lại cho hai người họ. Nhưng kết quả kỳ lạ là đem hồn vị truyền cho đệ đệ của hồn đế, cũng chính là đương kim hồn vị càn đế. Những chuyện này nếu như trẫm có thể điều tra rõ ràng rồi ghi chép lên trên lịch sử, trẫm chắc chắn sẽ chết. Đối diện với nguy hiểm như vậy, Ngụy huynh vẫn còn có thể cười được, thật xứng đáng là trụ cột của Đại Càn. Tờ thầy bá tính trong thiên hạ cảm ơn Ngụy huynh. Sau này nếu chỗ nào mà còn dùng đến thì cứ nói. Cảm ơn thì không cần, chỉ cần ngươi có thể đỡ ta chết, chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Những gì đồng ý, ta cũng đồng ý rồi. Tiếp theo, ngươi dự định xử lý cái đám người ở bên ngoài thế nào đây? Nghĩ hình không cần vội, đợi lát nữa chúng ta vẫn phải biểu hiện giống như là kẻ thù của nhau.
Nếu không sẽ gây ra nghi ngờ cho người khác. Mặt khác, trước khi ra ngồi, ta có vài lời dặn dò Ngụy huynh. Ngụy huynh sẽ phải làm quan rồi. Nhận Kinh Thành là vùng đất ngọ hổ tàng long. Người tiếp theo ta nói tuyệt đối không được đắc tội với bộ hộ. Nếu không sẽ gây ra dọa thác thần đấy. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Nhanh lấy sổ ra ghi lại mới được. Thượng quan Tinh Phong thả Nghị quân ra, nhanh thả ra. Nghị huynh, huynh ở bên ngoài trong không? Chúng ta đến cứu huynh đi. Thả trận nguyên công ra ngay. Thượng quan Tinh Phong mau chóng thả người ra. Công tử, người bên ngoài càng lúc càng nhiều rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Thả người, thả người. Các vị gào thét cái gì? Bọn công tử chỉ là muốn mời Nghị huynh, Nghị quân đến uống rượu thôi mà. Lại để người tu hành, tùy tùng của hắn, dùng ảo thuật biến mình thành cái bộ dạng như vậy. Tuy tư duy của cái tên này đúng là kín đáo thật. Đã diễn thì phải diễn tích cực. Chúng ta đều là dân chuyên nghiệp mà. Uống rượu mà uống thành bộ dạng như vậy được sao? Đây đâu ra cái lý do vậy? Các ngươi lại dám tự dùng hình phạt riêng. Thượng quan Tinh Phong, ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Báo ứng cái quần quê gì? Bọn công tử chỉ tin vào nắm đấm và thực lực. Tên này rõ ràng là bị người khác chửi đến sung sướng mà. Thượng quan công tử, chúng ta không cố ý đối đầu với ngươi. Nếu như ngươi đã thả Nghị quân ra ngồi rồi, chúng ta sẽ đưa hắn rời khỏi. Tốt thôi, vậy mọi người giải tán hết đi. Hôm nay, ta và Nghị quân nói chuyện rất vui. Bình thước xó xẻo này xem như là quà tạm biệt. Đây là vì đã mình hồi phục cơ thể như lúc đầu, đồng thời che giấu đi tồn tại của ảo thuật. Đến ngay cả điều này mà cũng nghĩ ra được sao? Đợi đã. Nghị quân, bổn công tử có lòng tốt mời ngươi uống rượu. Trước khi đi cũng không nói một lời cảm ơn với bổn công tử sao? Giết người thành thôi, vậy vô Nghị quân còn muốn hắn gặp phải cảm ơn. Đây là sỉ nhục quá trắng trợn. Quá đáng lắm rồi cái tên ăn chơi nhà giàu này. Diễn xuất này cũng hơi quá rồi. Hồn tồn không nhập vào linh hồn, căn bản không làm giám khảo. Trẫm xúc động, tệ hơn rất nhiều so với lâu lượng của tiểu thịt tươi ở kiếp trước. Đánh giá quá tệ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ không muốn động tay mà. Vì huynh, là tớ không chối cánh tay của huynh đánh. Truyền âm, dù gì, đã diễn phải không, phải như không diễn. Cái tên nhà giàu này, có chút thú vị thật. Sau đó, rất nhanh thì chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành. Càng lúc càng nhiều người biết đến đại danh của Nghị quân tử coi thường cả chết. Công tử bây giờ Nghị quân cũng xem như là đã nổi tiếng rồi. Nhưng mà ngài thật sự có cần thiết phải hy sinh bản thân mình như vậy không? Ta vậy mà xem là hy sinh cái gì chứ? Nghị huynh mới là người thật sự phải hy sinh. Chỉ cần có thể để Nghị quân nổi tiếng, ta chịu chút nhục nhã này cũng chẳng là cái gì cả. Huống hồ, bởi người khác đánh đúng là phơ mà. Lúc này lão nô cũng rất là muốn đánh người. Hôm qua thông báo, người ở trong bản đến tập hợp ở Hàn Lâm Viện. Quả nhiên là bị phân đến Hàn Lâm Viện rồi. Trở nguyên, có lẽ sẽ trực tiếp trở thành biên soạn của Hàn Lâm từ lục phẩm đúng không? Vị trí này đối với rất nhiều người mà nói, có thể là điểm cuối cùng của cố gắng. Nghe nói trở nguyên sẽ vì vậy mà bị mọi người bài xích. Vậy bây giờ đây là tình huống gì vậy? Ngụy huynh, đã nghe danh từ lâu. Nếu rảnh ta sẽ mời huynh đến uống rượu. Thượng quan Tinh Phong không có phiền phức, cho huynh đấy chứ. Nếu như còn có, chúng ta nhất định sẽ bắt tay lên lớp dạy dỗ hắn. Huynh không có một mình chiến đấu, chúng ta sẽ ủng hộ cho huynh. Quả nhiên vẫn là thao tác quấy nhiễu của Thượng quan Tinh Phong có tác dụng. Các vị, ta làm việc không bận lòng nên có hơi kích động một chút. Các người tuyệt đối đừng có học theo ta, nếu không sẽ hại các người đấy. Nghị huynh quả nhiên là có lòng nhân từ, không hổ danh là người có thể thi được trạng nguyên cảnh giới, quả nhiên không giống của chúng ta. Có một bằng hữu như Nghị huynh nó đúng là vinh hạnh của ta. Trẫm cũng không phải là nữ thần, sao đột nhiên lại có nhiều chó liếm như vậy? Thượng quan Tinh Phong, ngươi rốt cuộc đã tốn bao nhiêu là phí tuyên truyền vậy? Các vị tài tử đã đợi lâu rồi. Trước đây thiệp tạ ơn đã bàn giao với các vị, đâu đã biết xong chưa? Thế thì hãy giao cho tập gia. Vợ họ còn đang đợi ở trong cung. Hình đế đại càng bây giờ càng đế, sĩ mơ tu tiên đã 5 năm liên tục không quan tâm đến triều chính. Mặc dù không thèm quan tâm đến chuyện lớn ở trong triều, nhưng càng đế rất thích nghi người khác khiên hắn. Cho nên tiến sĩ vừa mới tân đến đều phải dàn
phải dâng bản tấu lên để cảm ơn hoàng ân, đồng thời cũng phải khen trước càn đế. Đây chính là thiệp tạ ơn. Nghe nói thượng quan thừa tướng có sở trường là viết thư định bợ mới được trọng dụng. Ây vô, vị này chính là Trạng Nguyên Công có đúng không? Bản tấu của ngươi tạp gia phải thu đầu tiên. Công công nói đùa rồi, bản tấu của tại họ sớm đã chuẩn bị xong rồi. Những từ tạ ơn của Trạng Nguyên Công á, viết nhất định là rực rỡ gấm hoa, bệ hạ xem rồi chắc chắn sẽ rất vui. Hôm nay bệ hạ có nhã hứng đã tổ chức một buổi tiệc ở trong hậu cung, muốn đánh giá với văn đánh giá tài văn chương của các người ở trên tiệc. Ta chúc Trạng Nguyên Công nhận được văn khôi. Cảm ơn công công. Văn khôi đệ nhất văn chương nói như vậy là có rất nhiều người ở đây rồi. Rất tốt, như vậy không chỉ một mình hoàng đế có thể nhìn thấy bản tấu, chứ dựa vào lời văn đề của mình hạng nhóc nhất định không thể thoát được. Hoàng cung, bệ hạ, thư tạ ơn của các tân tấn hàng đều làm đều đã lấy về rồi, đưa lên đây đi hoàng đế của đại càng. Càng đi, đây chính là bản tấu của toàn khoa Trạng Nguyên năm nay, những cái khác đó cho hoàng tử và công chúa xem. Những học sĩ của Hàn Lâm này ở sau này đều sẽ là thầy của bọn nó, làm quen trước với văn phong của thầy giáo một chút cũng tốt. Vâng. Vị huynh nhìn huynh cười tự tin như vậy, lẽ nào là viết ra một cái bài văn chương truyền thế rồi sao? Đúng vậy, thật là tò mò người huynh nó đã biết cái gì. Ồ, mọi người đã thấy hứng thú sao? Đây là bản sao thiệp tạ ơn của ta, mời các vị chỉ điểm thêm. Tốt quá rồi, thế thì để ta đọc trước. Quả nhiên chuẩn bị bản sao trước vẫn có tác dụng, người đọc càng nhiều sẽ càng có lợi với mình hơn. Ngụy huynh viết cái gì vậy? Huynh đúng là to gan rồi đấy, đúng không? Sao huynh dám viết? Ngụy huynh thật đúng là nhân trung hào kiệt. Nhưng sự thành thật này không chỉ là tiền đồ, ngụy huynh có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Ngụy huynh đây là điều, là liều mà muốn bảo vệ những chuyện công lý sao? Xin hãy nhận của ta một lời. Các vị mau đứng dậy đi, chỉ cần có lợi đối với quốc gia, dù cho hy sinh cả tính mạng cũng không tiếc. Ta chẳng qua chỉ là một chút công việc nhỏ bé cho quốc gia mà thôi, các vị không còn phải hành lễ lớn như vậy đâu. Nhưng mà ngụy huynh thật sự không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, cho dù huynh muốn khuyên bệ hạ cũng không nên sỉ nhục bệ hạ như vậy. Cái tên khốn kiếp mơ mộng trường sinh, một cái tên si mơ tu tiên như ngươi, làm chuyện của con người đi. Lần này ngụy huynh thật sự chơi lớn rồi. Hàn Lâm viện, trong lòng của ngụy huynh nó hoàn toàn là nghĩ cho quốc gia này, hôm nay đúng là hoàn toàn không suy nghĩ cho bản thân. Các ngươi biết cái khỉ gì chứ? Cả đây đều là vì nghĩ cho bản thân đấy. Hôm qua thượng quan có nói với mình trong kinh thành này người không thể đụng đến là cận đế, lỡ dám phiền hắn tu hiền bỏ lỡ việc trên nước sẽ không có kết cục tốt. Hoàng đế xem xong thiệp tạ ơn của mình chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu. Đúng là xứng đáng thiên tài Trạng Nguyên, đây là thiệp tạ ơn hay nhất mà trẫm từng xem qua. Bởi họ có thể đến thần thiếp cũng mở mang tầm mắt được không? Được, được chứ, hoàng hậu cứ xem đi. Đã tạ bệ hạ. Đậu xanh, lời thiết ram thanh rồi, với kinh nghiệm cũng đấu nhiều năm của mình đã cũng không chịu được. Nghĩ quân này thật sự là quá là đại nghịch bất đạo rồi. Cái tên khốn kiếp mơ mộng trường sinh, một cái tên si mơ tu tiên như ngươi, làm chuyện của con người. Sao thế hoàng hậu? Có phải là bị lời văn của Trạng Nguyên Công làm cho kinh ngạc rồi đúng không? Bình tĩnh, lúc này còn phải bình tĩnh. Quả thật là đã làm kinh ngạc đến thần thiếp rồi. Quả thật đã làm kinh ngạc đến thần thiếp rồi. Không ngờ nghĩ Trạng Nguyên lời có thể viết ra cái văn chương như vậy. Triều đình của ta có một nhân tài giống Nghị Quân, chắc chắn có thể hưng thịnh rồi. Bởi hạ nói không sai, Nghị Quân là Trạng Nguyên đi ra từ học phủ quốc tử giám cao nhất của đại càng ở chúng ta đúng không? Viết ra bài văn chương như vậy cũng không có gì lạ đâu. Cái thiệp chết tiệt này em mắng chửi bệ hạ không ra gì, nói mình đánh giá kiểu gì đấy. Không thể để lại ở trên tay, phải truyền lại cho người khác mới được. Nhưng phải truyền cho ai thì được đây? Nếu nói như vậy, Nghị Quân cũng được xem là sư đệ của ta rồi. Khi niên thiếu ta cũng từng cầu học ở quốc tử giám, nương nương có thể để ta nhìn văn thơ của sư đệ có được không?
Con gái của tiên đế, công chúa Minh Châu. Công chúa Minh Châu bản thân tự tìm đến lấy sao? Mặc dù nhà đầu này là công chúa, nhưng mà họ chỉ là thúc thúc ruột của ta. Mà cha ruột của cô ta là tiên hồn đế của đại càng. Mà ngoại giới vẫn luôn có lời đồn, cái chết của tiên đế bệ hạ không thoát khỏi liên quan. Cho nên đêm rắc rối này cho cô ta thật sự là thích hợp nhất. Được thôi, người đâu, đưa cho công chúa Minh Châu. Sắc mặt rất là bình tĩnh. Từ nhỏ nhà đầu này đã học chung với một đám đại nhân ở quốc tự giám. Mười mấy tuổi đã rèn luyện trong chiến tranh của bệ quốc, mới tạo ra được cái tính cách chín chắn như bây giờ. Hồn hình nó vẫn đúng là có một đứa con gái giỏi. Nếu mà so sánh, đứa con trai này của Trạm Võn còn thua một chút. Con trai của càng đế nhị hồn tử càng tử thần. Những cái khác không bàn đến. Chỉ nói về tài văn chương này, nghị quân quả nhiên là xứng đáng với danh Trạng Nguyên. Tránh né vấn đề chính. Đánh giá này đúng là tuyệt. Tử thần, đỡ có muốn xem không? Đương nhiên là muốn xem rồi. Đệ đang còn chuẩn bị xin phụ hồn xem nữa. Đậu xanh, đậu xanh. Cái thứ này mình không còn dùng tiền cũng có thể xem được sao? Tôn rồi, bị lừa rồi. Đây là Minh Châu tỷ tỷ, còn đang chơi mình sao? Khuê Nghị Quân tương đương là bôi nhọ phụ hồn. Chửi Nghị Quân, người đời đều sẽ biết đến thiệp này. Làm thế nào bây giờ? Tiếp tục đưa cho người khác xin sao? Không được. Minh Châu tỷ tỷ có thể làm như vậy là vì phía sau tỷ ấy còn có chỗ dựa. Phụ hồn từ khi lập vị đến nay, triều đường nhìn thì không có sóng gió gì, nhưng thực tế vẫn ngầm dùng âm mưu. Có người muốn nở Minh Châu tỷ tỷ lấy thân phận của nữ tử, được lập hồn thái nữ, sau đó thì đăng cơ thành nữ đế. Hơn nữa vì Minh Châu tỷ tỷ có thân phận là nữ, phía sau của tỷ ấy còn có rất nhiều người ủng hộ người tu hành. Nhưng người mà mình có thể dựa vào chỉ có mỗi phụ hoàng. Mình không thể học theo Minh Châu tỷ tỷ đem thiệp truyền cho người khác được. Nếu không, phụ hoàng sẽ xem mình á thành cái tên bất tài chỉ biết đẩy trách nhiệm. Xem ra chỉ đành làm như vậy thôi. Phụ hoàng, nhi thần to gan, có thể đem thiệp tạ ơn của nghị quân cho nhi thần được không? Hả? Cô muốn thiệp tạ ơn này sao? Vâng. Nhi thần xin xong thiệp tạ ơn này có cảm giác. Cảm giác có dấu hiệu mờ ảo phá cảnh, giúp đỡ thăng cấp tu vi. Cho nên muốn xin phụ hồn ban thưởng. Chuẩn. Được rồi, ăn xong rồi cũng không còn chuyện gì khác. Giải tán hết đi. Tử thần lại nói chuyện cùng với trẫm. Tử thần, cô nói thử xem. Tại sao trẫm nói thiệp tạ ơn của nghị quân viết rất hay? Nữ thần cũng có đoán được dụng ý của phụ hồn. Nhi thần cảm thấy phụ hồn không muốn dùng danh dự của bản thân giúp đỡ danh tiếng của Hữu Nho. Nghị quân này cũng không sai. Vậy còn có biết làm thế nào hay không? Người đời chỉ biết nghĩ quân viết thiệp tạ ơn, nhận được lời khen của phụ hồn. Còn về nội dung cụ thể, người đời tuyệt đối không thể biết được. Phía nghĩ quân nhi thần cũng sẽ đích thân đi một chuyến, xin phụ hồn hãy yên tâm. Được rồi, trẫm có hơi mệt rồi. Đi làm việc của con đi. Vâng ạ, nhi thần sẽ đi làm ngay. Có phải nghị quân đã nói ra lời trong lòng của con rồi đúng không? Thấy nghị quân chửi trẫm rất là vui đúng không? Nhi thần không dám. Đi đi, nhi thần cáo lui. Nghị quân kể tốt công học, lễ học của nữ nhân kia. Nếu như bài văn này mà được lưu truyền ra bên ngoài, người sẽ là trực thần được đề ít tên ở trên sách sử. Mà trẫm sẽ mãi mãi bị đóng mối nhục này trên lịch sử. Trẫm tuyệt đối không thể nói chuyện như vậy xuất hiện. Người muốn dùng cái chết để đổi danh tiếng, trẫm chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai nhắc tao vậy? Người hình sao vậy? Bị nhiễm phong hàn rồi sao? Không biết lo sẽ ra chuyện gì. Cảm giác sau lưng đột nhiên có một luồng gió lạnh. Lẽ nào là điềm báo trước khi chết sao? Ủa, đây là độ mới nó, ngươi còn dám hỏi sao? Thiệp tạ ơn của ngươi biết cái quần què gì vậy? Người chán sống rồi sao? Đã từng là ân sư của nghị quân Chu Phân Phân. Trước khi nghị quân vẫn chưa thi đậu ở Trạng Nguyên, đã từng học ở trường quốc tử giám, trường của nhà nước. Mà Chu Phân Phân chính là hiệu trưởng của quốc tử giám, chức vị của hiệu trưởng cũng là tế tử, vì thế còn gọi là Chu tế tử.
Theo trí nhớ kiếp trước của mình, nữ nhân này là thiên hạ đệ nhất không hết, Chu Phân Phân. Chu Phân Phân là một nữ nhân không tầm thường. Danh hiệu của cô ta vốn dĩ không phải là thiên hạ đệ nhất không hết, mà là thiên hạ đệ nhất danh y. Chuyện giả, sau khi bắt đầu chiến tranh vệ quốc, cô ta đi làm quân y. Từ tiên đế đến tiểu binh, người được cô ta cứu không thể đếm hết. Cô ta cứu người, rồi đột nhiên nói ra: học y không cứu được người của càn quốc. Từ đó, cô ta đã bỏ học y, đi học văn, lấy hống hách làm chính đạo. Từng bài hồng văn xuất thế, hống hách cả thiên hạ. Trong đó cũng bao gồm là tiên đế và càn đế. Sau đó, cô ta đương nhiên đã tu hành tính tình ở cương trực. Dùng khoảng thời gian ngắn nhất có thành tựu cảnh giới đại nho ở trong nho gia. Thánh nhân là cảnh giới cao nhất, nhưng niên đại này không vượt qua cái thánh nhân. Đại nho đã là đỉnh phong mà người học cả đời khó mà đạt đến. Còn thêm vô số người từng được cô ta cứu đều cảm tâm tình nguyện trở thành tay sai của cô ta. Cho nên Chu Phân Phân có thể chửi người khác mà không sợ bị người khác báo thù. Còn nữa, nghe nói cô ta còn thích bao che khuyết điểm, cho nên còn phải tránh xa nữ nhân này một chút. Cô ta thật sự quá là an toàn. Chu Tế Tổ đến rồi sao? Lão sư cô hãy cứu Nghị Huynh đi. Nghị Huynh á, tìm đường chết và họ nhất định sẽ băng chết cho hắn. Lão sư, xem ra cô ta đã biết rồi. Tôi còn cho rằng tôi là đệ nhất không hết. Không ngờ ngươi còn là trò giỏi hơn thầy đồ đấy. So với cô thì học sinh vẫn còn kém xa. Khiên nhượng của cô xuất thế thay đổi vận mệnh của cô vô số người. Mơ màng hiện thế còn là kết cục nghịch chuyển chiến tranh. Học sinh còn có nhiều nơi cần học hỏi cô đó. Thằng nhóc, ngươi mà cũng muốn so với bà đi sao? Ta dám chửi cả cái thiên hạ là bởi vì ta biết không kẻ nào dám chết, dám giết ta. Để ngay cả tính tình cương trực cũng chưa tu hành, Chu Tế Tổ lại bắt đầu ở kiểu hống hách rồi, tự động mở chế độ mỉa mai. Tốc độ này á, cách dùng từ này, thật xứng đáng là thiên hạ đệ nhất hống hách. Những chuyện như vậy sau này làm ít lo cho lão đưa, nghe rõ chưa? Bản lĩnh thì không có mà còn có cố gắng làm nổi bật, người không sợ chết sao? Lão sư nói rất đúng, học sinh không sợ chết. Người bình thường không thể nói dối trước mặt của đại nho, vì thế tên nhóc này thật sự không sợ chết sao? Không đã. Chẳng lẽ là vì lần đó sao? Phân Phân, tại sao nàng lại không chịu ta? Ta đã theo đuổi nàng 9 năm rồi, nàng có thể nói cho ta biết được không? Rốt cuộc là nàng thích một người đàn ông như thế nào? Nói chung cũng không phải là cái lỗi vô dụng như người, bất ảo tưởng lại đi. Người mà lão nương thích là hai anh hùng coi thường cái chết. Chỉ có người đối diện với cái chết không sợ hãi mới xứng với ta thôi. Lúc đó mình chỉ nói đại, lý nào hắn đã âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi sao? Hắn liều chết chính là vì dùng cách hàm xúc để tỏ tình với mình sao? Chắc chắn là như vậy. Người thích mình ở trên thế giới này nhiều đến như vậy, người yêu quân yêu thầm mình cũng là chuyện bình thường. Đáng ghét, cho dù người thích không sợ chết, cũng không thể nào mà lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn như vậy được. Khi đó, đáng còn chăm chỉ đọc sách, căn bản không để ý đến xung quanh. Đừng lo lắng cho học sinh, lão sư. Sao cô lại biết chuyện của thiệp tờ, lấy nào đã truyền khắp đến bên ngoài sau? Nếu như vậy hồn nữa chắc chắn sẽ giết chết mình. Là chúng ta đã đi thông báo cho tới tổ đại nhân. Dù gì cô ấy cũng là lão sư của người, chuyện này cũng nên nói cho cô ta biết. Ủa, không phải chúng ta cùng nhau xuất phát ư? Sao bây giờ các ngươi mới đến? Nhĩ hoàng tử công chúa Minh Châu, Chu Tế Tổ một lòng nghĩ cho học trò, đương nhiên phải nhanh hơn chúng ta rồi. Hoàng tử và công chúa đến rồi, chẳng lẽ là để tuyên bố bàn cái chết cho mình đấy chứ? Ngươi chính là nghị quân sao? Chính xác, chính là ta. Mau tuyên bố đi, mau tuyên bố đi. Khẩu vũ của bà hả? Nghi quân có nhiều tài hoa, trong lòng trẫm thấy rất vui, đặc biệt là ban thưởng. Đã tập bà hạ đã ban thưởng thông tin nghiện nhập cái chết.
Ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng. Lúc này trong lòng của Nghĩa Quân hình như có thứ gì đó bị vỡ nát rồi. Phần thưởng, tại sao lại là ban thưởng được chứ? Mình chưa thẩm tỏ như vậy, không nỡ mặt có một chút nào. Hồn đế này có vấn đề sao? Lẽ nào hồn đế cũng là một cái tên có khuynh hướng bị ngược đãi sao? Là một cái tên điên cuồng có khát vọng bị ngược đãi? To gan, vừa nãy tránh được một kiếp còn dám nói bậy nữa sao? Người muốn chết như vậy sao? Công chúa Minh Châu sao? Cô ta là một trong những cái người mà không thể chọc tới mà lần trước tướng quân có nhắc đến. Nếu như lần này chết không được, ngược lại có thể ra tay với cô ta. Công chúa Minh Châu không còn phải dụ hắn đâu. Nếu sợ chết thì hắn đã không viết thiệp tạ ơn kiểu vậy rồi. Hơn nữa, đương nhiên sẽ không phải chịu ngược đãi. Ông ấy chỉ là không muốn vì một bài văn chương được bị định là hôn quân mà thôi. Vì vậy, lần này ông ấy sẽ bỏ qua. Nhưng mà, cái thứ như vậy sau này đừng có nên viết nữa. Đương kim bà họ là một người rất nhỏ mọn, biết đâu sau này còn sẽ tìm cơ hội làm khó người đấy. Chú tỷ tỷ nói chuyện cũng nên chú ý một chút, dù gì cũng là bệ hạ mà. Phụ hoàng khôn dung độ lượng, tuyệt đối sẽ không tính toán như vậy đâu. Ta đã từng có mạng của ông ta đấy, nói xấu có một chút thì đã làm sao nào. Thưa như ông ta còn khôn dung độ lượng, công lao bảo vệ quốc gia cái đám mà bị ông ta diệt môn là sao đây? Chúng ta sai rồi, cầu xin tỷ đừng có nói nữa. Quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất hống hách mà. Chỉ cái điều, càng đế này lại là một ninja rùa. Mình chửi thảm tở như vậy mà còn có thể nhịn được. May mà mình sớm đã nghĩ đến khả năng này, để cho cái đám người này xem thiệp tạ ơn trước. Chỉ cần họ đem nội dung của thiệp tạ ơn đón ra ngồi, càng đế muốn nhịn cũng không làm gì được. Quả nhiên là trẫm làm việc không có chút chỗ nào, chỗ hở nào, nên giữ lại đường lui mới là phong cách của trẫm chứ. Phụ hoàng không mong muốn chuyện này sẽ lan truyền ra bên ngoài, vì thế xin tới tổ đại nhân ra tay xóa hết những ký ức có liên quan của học sinh còn lại. Được, chuyện nhỏ thôi mà. Có chuyện gì vậy? Giống như là bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Xong rồi, có cần phải làm đến mức chắc chắn như vậy không? Cần, nếu không sẽ chết người đấy. Lão tử muốn chết cũng khó khăn thật. Đáng ghét, trảm sơ sức rồi. Đây là cái thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm, muốn phong tỏ tin tức quá dễ. Nếu như bản thân mình ra ngồi tiên thiên việc này, chỉ có thể được xem là thuần túy tìm cái chết, nhất định là không phù hợp với điều kiện bị người giết chết. Đáng ghét, đợt này lại thất bại nữa rồi. Thôi bỏ đi, chuyện tốt phải từ từ làm, tiếp tục cố gắng vậy. Tiểu tử, sao đột nhiên ngươi lại ủ rũ như vậy, lo lắng cho tương lai của bản thân sao? Mặc dù ngươi đã tội với hồn đế, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Nói tình hôm nay ngươi biểu hiện cũng không tệ, sau này tôi sẽ bảo cơ cho ngươi. Tớ tổ đại nhân lại lên tiếng, muốn bảo vợ cho nghĩa quân đây là suy nghĩ cho phụ hồn sao? Mặc dù chú tỷ tỷ là nổi tiếng là ngang ngược, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta công khai bày tỏ muốn bảo vợ cho một người. Vừa nãy đúng là ngầu thật, chết tiệt cái sức hấp dẫn này của mình. Nữ nhân này sao lại tàn ác như vậy? Ai còn có bỏ cơ chứ? Không được, không thể để cô ta phá hủy sự nghiệp lớn tìm đường chết của mình được. Cô giáo, đại trưởng phu một người, làm thì một người chịu. Học sinh không cần cô bảo cơ. Ồ, cái thằng nhóc này, được, cũng có lòng tự tôn đấy nhỉ. Tiểu sư Bụi Bụi rất dũng cảm, là còn nói ta nhỏ. Nếu có biết được ta bao nhiêu tuổi, có lẽ sẽ khiến cô hết hồn luôn đấy. Không đúng, bây giờ không phải là lúc so đo việc này. Lỡ xưa cô đã từng nói, bỏ kiếm sách nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong giá rét. Có người còn phải rèn luyện mới có thành tựu. Học sinh nếu như luôn trốn sau lưng của lão sư, thì mãi mãi sẽ không thể là một người đàn ông trưởng thành thật sự. Bỏ kiếm sách nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong giá rét, đúng là câu đối hay.
Tổ tổ đại nhân thật xứng đáng là học giả yên thâm ở trong thiên hạ, xuất khẩu thành thơ. Chú tỷ tỷ, quả nhiên là tài hoa cải thế, thật sự không khiến ta không đuổi kịp. Thật xứng đáng là chú tổ tổ văn chương cải thế tài đức hơn người đứng nhất trong thiên hạ. Các người có cần phải định bỏ đến như vậy không? Ta thật sự đã nói lời này sao? Đương nhiên, không phải là cô nói rồi. Đây là câu đối của phần xuyên, còn ở trong cảnh thế hiền văn. Có trình độ như vậy, mới nhìn là biết ta nói rồi, vậy mà ta quên mất. Nghĩ quân ngươi khá lắm, rất tôn trọng với vị sư. Quả nhiên á, là yêu đơn phương mình lâu rồi. Mình buộc miệng nói đại một câu mà hắn cũng nhớ trong lòng nữa. Không thể nhìn ra tiếng mũi mũi này á, rất vô liêm sỉ rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tiếp theo sẽ trả lời chuyện chính đi. Có lẽ các người đã nhận được thông báo rồi đúng không? Hôm nay, đến Hàn Lâm Viện ngồi chờ nạp thiên tạ ơn ra. Còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Mà chuyện này là... Đấng Thư Sơn. Chỉ cần đi đến độ cao nhất định thì có thể tự động dưỡng ra hậu nhiên chính khí. Đây chính là nơi mà trước đây thánh nhân mỗi năm đều ở lại. Thư Sơn. Thật sự là Thư Sơn sao? Chỉ búng tay một phát đã đưa chúng ta đến đây rồi. Tế tổ đại nhân ngài nắm giữ năng lực ở không gian truyền tống sao? Sao vậy? Muốn lôi kéo ta sao? Sau đó giết cho giết tỷ tỷ, âm mưu đột ngôi. Tế tổ đại nhân đừng có giỡn như vậy. Ban đầu cha của ngươi muốn làm hồn đế cũng làm được rồi, ngươi đến ngay cả nghĩ cũng không dám, đồ điên. Tế tổ đại nhân ta sao rồi? Ta không nên mở miệng nói chuyện, có đừng có nói nữa. Nữ nhân này á, tài mạo ở sông tuyệt, y thực vô song, có gì cũng tốt. Chỉ tiếc lại một cái miệng này. Chú tỷ tỷ đừng có dỗ tử thần, đứa ấy vẫn còn nhỏ. Hơn nữa sao tỷ biết đứa ấy không dám chứ? Hồ tỷ, mấy cái chuyện nhỏ này ta còn không nhìn thấu được sao? Mắt nhìn nam nhân của ta chuẩn lắm đấy. Nếu không những người mà theo đuổi khắp thiên hạ sao mà có người lừa ta đi rồi? Có phải có hiểu làm gì với bản thân của mình phải không? Từ khi có bỏ y theo văn, 90% người theo đuổi đều đã bị chạy mất dép rồi. Được rồi, nếu như các vị không còn câu hỏi gì nữa, chuẩn bị lên Thư Sơn thôi. Lão sư, ta có câu hỏi. Trên Thư Sơn này cao tầng nào? Phải địa cao tầng nào ở Thư Sơn thì có thể dưỡng ra được hạo thiên chính khí? Ta không biết Thư Sơn rốt cuộc cao cỡ nào, bởi vì ta cũng chưa đi đến đỉnh núi. Nhưng không ngừng vén theo đường sách đi lên phía trước thì sẽ không ngừng gặp được bậc thang. Những bậc thang này, một bậc lâm trung thiên, càng đi lên trên sẽ càng khó hơn. Nếu như các ngươi có thể đi đến bậc thứ tư thì đại diện cho hy vọng có thành tựu đại nho. Nếu như có thể thuận lợi đi đến bậc sâu thì sẽ có đại nho trực tiếp thu nhận các ngươi làm đệ tử chân truyền. Mà đi lên trên bậc xấu, trong cơ thể sẽ dũng ra được hạo thiên chính khí. Bậc xấu là được sao? Thấp như vậy ư? Cái gì? Trạng Nghiên công chưa biết. Từ sau khi Thư Sơn hiện thế, thành tích của người đầu tiên đăng lên Thư Sơn đều sẽ được vào đáng sơn bản. Mà trong 90% người đó đều dừng bước ở dưới bậc xấu. Cơ thể đăng lên bậc xấu đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Trong đó người đứng nhất của Đăng Sơn vẫn chính là Chu Tế Tổ. Tế Tổ đã nhân bỏ y theo văn, một lần ngô đạo, lấy cảnh giới đại nho liên tục đăng lên 21 bậc. Kỷ lục này làm cả thiên hạ phải chấn động, cho đến bây giờ không ai có thể phá được. Tự chất của ta, người phàm như các ngươi đương nhiên là không theo kịp rồi. Thiền phố của tiểu mũi mũi này quả nhiên không tầm thường. Cảm giác đã có một phần vỡ phong thái của trẫm rồi. Hay là phá vỡ kỷ lục của cô ta nhỉ? Chờ chút, nếu không may mình đã biểu hiện cái thiên phú giỏi, cô ta lại muốn bảo vệ mình thì làm sao? Nếu đã nói đến đây rồi, ta nhắc nhở các ngươi thêm một chút. Lần này các ngươi đang lên trên bậc xấu cũng chưa chắc là chuyện tốt. Một khi dưỡng ra hạo nhiên chính khí thì sẽ trở thành người chắp bút của tu sử chiến tranh vỡ quốc. Mà việc này liên quan đến truyền thừa của đế vị. Nếu là người chắp bút nhất định là thập tử nhất sinh. Xin các vị hãy biết lượng sức của bản thân. Thập tử nhất sinh tốt lắm. Thế lần này trẫm méo cần khiêm tốn nữa.
Trẫm nhất định sẽ dưỡng ra được hạo nhiên chính khí. Lão sư, nếu như tất cả mọi người đều không lên được bậc số, vậy có phải tất cả mọi người đều không cần phải trở thành người chấp bút không? Cái tên mập này, ngươi đưa ra chủ ý làm gì? Trẫm nhớ ngươi rồi. Ngươi mơ đi. Chuyện này á, là lão Hàn Lâm không muốn nhận mới đến lừa các ngươi. Nếu như các người đều không thể đăng lên bậc số, vậy thì triều đình sẽ trực tiếp ra tay giúp người đứng thứ nhất dưỡng ra hạo nhiên chính khí thôi. Chút lỗ hổng này mà triều đình có thể nghĩ đến sao? Mình đúng là coi thường người của thế giới này rồi. Người ở đây thận trọng đến mức quá đáng. Thượng quan Tinh Phong chưa giống sẽ thích bị ngược. Niên gia thần rùa cạn đế, còn cái sắp xếp phía sau của người chấp bút lần này, thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cũng tốt, như vậy tỷ suất mình trở thành người chấp bút bị giết chết càng lớn hơn rồi. Vậy lần này á, đáng thư sơn không còn giấu giếm nữa rồi. Xin lỗi rồi các vị. Hạng nhất lần này sẽ thuộc về ta, cả ngươi. Đi trên hạng hai đi. Nguy huynh ngươi, rõ ràng biết hẳn nhất có nguy hiểm như thế nào. Tại sao còn Nguy huynh, tại sao huynh cứ chọc cái chết, đứng chặn trước mặt của chúng ta vậy? Lo vì bỏ vỡ người khác mà hắn mới nói như vậy. Nghi quân, đúng là trụ cột của quốc gia. Trên thì có thể trực tiếp khuyên quản quân vương không sợ chết, dưới có thể chăm sóc trên đồng liêu, bản thân đối diện với nguy hiểm. Đại ca, cần ngươi như vậy. Sau này nếu có cơ hội, có thể giúp được thì giúp hắn một tay. Tuyệt đối thiếu niên anh kiệt như vậy phải được sống lâu hơn. Có chuyện gì vậy đột nhiên sau lưng á, lạnh buốt vậy? Những gì cần nói ta cũng nói xong rồi. Tiếp theo, Đăng Thư Sơn. Đi vào Thư Sơn sẽ lập tức rơi vào trong ảo ảnh đúng không? Tổ tổ đại nhân cảm thấy ai là người có khả năng lên trên bậc xấu nhất? Cái này còn còn phải nói sao? Đương nhiên là Nghị Quân rồi. Bốn vua cũng cảm thấy là Nghị Quân, nhưng mà vấn đề là hắn có thể thuận lợi thông qua bậc một hay không. Thư Sơn một bậc là ảo ảnh, khi đầu vì không đỡ phòng ta cũng đã bị mắc kẹt ở bậc một. Lần thứ hai thử thì có phòng bị mới đi đến bậc thứ bảy. Thư Sơn sẽ phong ấn ký ức của người, phóng to chấp niệm và dục vọng, không chịu được thất tình lục dục, không có sự kiên cường và dũng khí dùng vào cái chỗ chết thì không thể đi ra khỏi ảo ảnh. Các ngươi nhìn kìa, Nghị Quân hắn nhúc nhích rồi. Tốc độ này, sức lưng này, tớ tổ đại nhân hộ tỷ, Nghị Quân bị cái gì vậy? Sao hộ chết đi được, sao ta biết được hắn đang còn làm cái gì? Ta cũng không biết gì đâu, đừng có hỏi ta tại sao. Đúng là quái lạ, thật Nghị Quân á, rốt cuộc là đi vào ảo ảnh như thế nào vậy? Đến đây đi, chơi thôi nào. Chủ tỷ tỷ rốt cuộc là Nghị Quân, tại sao hắn lại luôn lại uống thành thạo như vậy? Biểu hiện này sợ là ảo ảnh sắc đẹp. Thư Sơn sẽ căn cứ vào nhược điểm hoặc là chấp niệm của con người mà sinh ra ảo ảnh. Ta ngược lại muốn xem thử cái tên tiểu tử này, trong đầu hắn nghĩ đến những cái thứ gì. Cảm tri ảo ảnh. Nhìn đến đây nào, Nghị Quân sẽ còn đờ đẫn ra đó vậy? Là lão sư ta không đủ đẹp sao? Lão sư sao lại biến thành như vậy? Nhưng trạng thích đơ, đẹp hay không có ngược lại cũng không quan trọng, mà quan trọng là ta không giỏi từ chối. Đến đây đi, Bi Du. Chú tỷ tỷ sao vậy? Không sao. Nghị Quân ở tuổi này gặp phải loại ảo ảnh như vậy cũng bình thường, chứ còn không đắm chìm vào là được rồi. Tớ tổ đại nhân đừng có lo lắng quá. Với sắc đẹp của lão nương, hy vọng hắn không dám chìm rất nhỏ. Lão nương mới không thèm lo lắng. Tiểu tử này quả nhiên là thích mình. Nghị Quân ở tuổi này gặp phải lo ảnh như vậy cũng bình thường, chỉ cần không đắm chìm vào là được rồi. Tớ tổ đại nhân đừng có lo lắng quá. Với cái sắc đẹp của lão nương, hy vọng hắn không đắm chìm rất nhỏ. Lão nương mới không thèm lo lắng đâu. Tiểu tử này quả nhiên là thích mình. Tiểu tử thối, nấu như đến ngay cả cửa thứ nhất mà ngươi cũng không qua. Lão nương sẽ thiến ngươi. Nghị Quân cái tên khốn kiếp, ngươi hôm nay ngươi nhất định phải hỏi rõ cho ta.
Tình huống gì đây? Vừa nãy á, không phải mình đang ở cùng với lão sư, sao bây giờ lại... Biến thành công chúa Minh Châu rồi. Khuôn mặt thiện thùng này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cái đáng mật này là sao? Còn đáng yêu nữa chứ. Công chúa Minh Châu có đang nói cái gì vậy? Người còn dám giả ngu sao? Đừng cho rằng ta không biết chuyện của ngươi và Chu tỷ tỷ. Thì ra cô ta biết chuyện của lão sư. Thì ra là tình tiết kiểu như thế sao? Minh Châu à, ta và cô ta chỉ là đang diễn kịch thôi. Người ta yêu thật sự chính là nàng đó. Nhanh đón ta vào trong lòng của trái tim này chứ vì nàng mà đập. Ngươi đừng có hòng lừa ta, Chu tỷ tỷ và ta. Ngươi chọn một đi. Tại sao lại để người mình thích phải lựa chọn như vậy? Nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn thiếp là chuyện bình thường. Chúng ta có thể sống chung với nhau mà. Cái thứ không có liêm sỉ. Ba vợ bốn thiếp đã là đống rác rưởi quyết vào lịch sử rồi. Chế độ một vợ một chồng mới là chủ trương của ta. Nếu như ngươi muốn ở cùng với ta chỉ được chỗ một người. Đúng rồi. Công chúa Minh Châu chính là tiên phong cho cải cách chế độ một vợ một chồng của đại càn. Đây cũng là nguyên nhân của ta được các nữ nhân khác ủng hộ. Ta hiểu rồi. Sau này ta chỉ một lòng một dạ với nàng. Từ nay về sau ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi. Nghĩ lần, ta biết ngay là ta không chọn sai người mà. Từ nay về sau chúng ta chỉ thuộc về nhau. Địch dễ bị lừa thế sao? Tốt, vậy chúng ta hãy mau làm bước tiếp theo thôi. Đến đây đi bi yêu. Sao thế, hồn tỷ? Sao tỷ lại hắt xì? Không sao, đột nhiên thấy mũi hơi ngứa. Kỳ lạ thôi. Sao đột nhiên lại cảm thấy muốn tát cái khuôn mặt này quá? Nghĩ quân. Tại sao? Ngươi lại làm chuyện này với cô ta? Ta còn một lời giải thích. Cái gì? Lẽ nào cái tên khốn nạn ngươi có một chân á với Minh Châu sao? Vậy hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ rằng. Không sai, hôm nay phải giải quyết cho xong. Chọn ta hay là cô ấy? Ta có thể chọn cả hai được không? Mơ đi. Tại sao nhất định phải bắt ta lựa chọn chuyện gian khó như vậy? Thật ra, ta đều thật lòng với cả hai người. Hai người đều là nữ nhân mà ta yêu nhất, sẽ ra quan hệ thân mật nhất với ta. Hai người đều yêu ta, quan tâm ta như vậy thì ta rất cảm động. Nhưng từ nay về sau, xin hai nàng đừng có là... Đừng có nói là đừng có bắt ta phải giữa chọn một trong hai nữa. Ta không thể chấp nhận cái việc mất đi một trong hai nàng được đâu. Tuyệt đối. Không còn vì ta mà đánh nhau, như vậy chỉ khiến ta thấy không vui. Vì đỡ tốt cho hai người, ta chịu ở mức một chút, sau này con của hai người sẽ cùng họ với ta. Còn nữa, sau này nấu chuyện như vậy còn xảy ra tuyệt đối đừng giận. Dù gì, ta chỉ phạm lỗi sai mà tất cả nam nhân ở trong thiên hạ này đều phạm phải mà thôi. Chết đi cho nam. Nghị quân tính lại rồi, hắn đã ngồi rồi, lại còn chào hỏi với chúng ta nữa. Quả nhiên là ảo ảnh. Xem ra, lực cảm tri, thân là thiên đế như mình đã khôi phục lại được một ít rồi. Cảm giác của mình là đúng. Chỉ cần bị giết chết trong ảo ảnh, thì có thể rời khỏi ngay lập tức. Ở trong hiện thực không thể tự động tìm chết. Tìm chết trong ảo ảnh chính là chuyện nhỏ. Dùng những câu nói của trai nam ở kiếp trước, nói cho hai nữ nhân này nghe. Mình không chết thì ai chết? Dù gì trời nam chắc chắn là phải chết. Hình như nghị quân không có kiểm tra về phương diện này. Nếu như cái thể thoát khỏi mỹ sắc hiển cánh nhanh như vậy, để chứng tỏ hắn không phải là một người mơ mỹ sắc. Lỡ dám không chìm đắm vào mỹ sắc của lão nương là có ý gì? Món nợ này ta ghi nhớ. Thu sơn càng lên cao phía sâu càng khó khăn. Đây chẳng qua chỉ mới là một bậc mà thôi. Thế ngươi không còn phải vội khiên hắn. Chỉ có sở hữu nhân cách cao thượng, quyết tâm vững chắc và dũng khí, khi bị dồn vào chỗ chết mới có thể không ngừng đi tiếp. Tiểu tử này rốt cuộc là có thể đi xa bao nhiêu? Chúng ta đợi xem sẽ biết thôi. Ngô hồn. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này là để trẫm làm hoàng đế của quốc gia này sao? Nhìn đại điển này văn võ bách quan ở hiển cảnh này cũng quá là chân thực rồi.
Nếu ta không phải là thiên đế nhất định là bị rơi vào trong tối. Bậc thứ nhất đã nghiêm chứng chỉ cần ôm lấy quyết tâm tất tử thì có thể qua rồi. Vậy lần này vẫn là bản thân tự tìm chết thì tốt hơn. Nếu như trẫm đã hồn, đó là hồn đế, vậy không phải trẫm có thể muốn làm gì thì làm sao? Người đâu? Ra chiếu thư. Trẫm muốn ban bố chính lệnh. Có nô tài bệ hạ muốn viết chiếu thư gì? Hiện tại quốc khố trống rỗng, hận chết nhiều lần, đời sống của bá tính rất khó khăn. Có một số người cũng còn bỏ chút máu rồi. Trẫm muốn. Chú tỷ tỷ, tỷ lại làm bị làm sao vậy? Nghi quân này rất biết suy nghĩ, còn có thiên phú tìm chết. Đúng rồi, tỷ có thể nhìn thấy hiển cảnh của nghi quân sao? Hắn ở trong hiển cảnh đã làm chuyện gì bất ngờ sao? Hiện tại hắn đang còn trải qua kiểm tra quyền lực. Hắn lấy được quyền lực vô thường, là hoàng đế nắm giữ vận mệnh của cả quốc gia. Hắn lại ban bố ra chính lệnh đầu tiên là thu thở các môn phái của tu chân giới. Cả tu sĩ của tu chân giới trước đến đây đều tổ cho mình là tiên nhân, độc lập đứng ở trên phàm nhân. Sức mạnh của bọn họ vượt xa người phàm, chuyện này quyết định địa vị siêu phàm của bọn họ. Họ không chỉ không nộp thuế, thậm chí còn muốn thu thuế của phàm nhân các môn phái gần đó. Ngụy quân sao lại làm những việc tự tìm chết vậy? Chẳng lẽ hắn biết chết ở trong hiện cảnh có thể qua ải sao? Không thể nào, đi vào hiện cảnh tất cả các ký ức đều biến mất. Hắn làm vậy chỉ có một giải thích. Không sai, chỉ có một giải thích, đó chính là nghi quân thật sự là vì quốc gia này. Tớ tớ đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được. Yên tâm đi, ta biết rồi, ta cũng định như vậy. Nếu như nghi quân đã muốn bảo vệ đại càn cường thịnh, vậy thì người làm hoàng tử như mình dù như nào cũng phải dốc hết sức bảo vệ hắn thật là chu toàn. Chưa tỷ tỷ, học trò này của tỷ thật không tự, có tên nghị quân này ta chọn hắn. Người này người không lấy được đâu. Chưa tỷ tỷ cho rằng tớ không cho hắn được cái thứ mà hắn muốn sao? Nghị quân muốn giúp thiên hạ, ta sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tiền bạc quyền lực mỹ nhân, chỉ cần hắn có đủ năng lực, bổn công chúa đây tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ngươi hiểu lầm rồi, tớ không nói những cái chuyện này. Còn có thể là cái gì? Lúc nãy ta nhìn thấy nghi quân đã ban bố hai chính lệnh trong hiện cảnh, cho nên ta đã nhìn thấy nghi quân có dáng vẻ của một thánh nhân. Hả? Ta thừa nhận nghi quân rất tốt, nhưng đánh giá này của chú tỷ tỷ nói có phải hơi quá rồi không? Nghi quân rốt cuộc đã ban bố chính lệnh như vậy, lại cơ thể tớ tổ đại nhân đánh giá cao như vậy. Chính lệnh thứ hai của nghị quân chính là chia ruộng đầu ruộng đất cho người giàu và nghèo, trực tiếp hạ lệnh đột ruộng đất của địa chủ. Đời bách tính trong thiên hạ đều có đất canh tác, có quần áo mặc, có thể đến trường. Và chính là lệnh thứ ba, phở bỏ chế độ hồn đế, chủ trương bình đẳng, đồng thời đem tiền ở trong kho hồn thất ra chia cho bách tính nghèo khổ trong thiên hạ. Vốn dĩ cho rằng chủ phong phương to là kẻ điên nhất trong thiên hạ, xem ra hiện tại ta vẫn không điên cuồng bằng 1/10 của ngươi. Những thứ mà ngươi đang làm, một thứ ta cũng không dám làm. Nghị quân đây không phải là chỉ vì hưng thịnh của quốc gia, hắn còn muốn lật đổ hồn thất và tầng lớp của quyền quý. Ta thật sự không thử, lỗi người ai cũng không dám, hắn chính là muốn tìm chết. Người nói không sai, nghị quân trong hiện cảnh bây giờ sắp chết rồi. Bệ hạ sở hữu cả thiên hạ, vĩnh hô phú quý dùng mãi không hết. Ngài là chống mệnh thiên tử sinh ra đã được vô số người ngưỡng mộ. Ta thật sự không hiểu, bệ hạ sao lại muốn mưu phản? Tại sao? Vì thiên hạ là thiên hạ của người. Trong thiên hạ này không có ai đủ tư cách đứng ở trên thiên hạ. Người tu hành không có tư cách, hồn đó cũng không có tư cách. Khắp thiên hạ này chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người đều có thể sống vui vẻ. Ta chính là muốn như thế. Không có người bóc lột, không có người chèn ép.
Thời gian tươi đẹp. Đồ điên. Chúng sinh bình đẳng. Hóa ra đây mới là thánh đạo. Vẫn khí trùng tiêu, thiên sinh dị tượng. Lẽ nào tốt thảo đại nhân lại đột phá rồi sao? Bình đẳng, đạo. Chu tỷ tỷ, tỷ đột phá lên bản thánh rồi ư? Quả thật là bản thánh. Tốc độ này thật đáng sợ. Chu tỷ tỷ từ bỏ y theo đuổi vẫn ở trong 10 năm ngắn ngủi. Tỷ ấy đã thành bán thánh rồi. Bán thánh của nho gia và độ kiếp cảnh của người tu hành giống nhau. Chỉ thiếu có một bước liền có thể đạt đến đỉnh cao nhất của thế gian. Người ở cảnh giới này chỉ có thể bước một bước thì có thể cử hà phi thân. Châu tỷ tỷ, thiên phú này của tỷ thật sự đáng kinh ngạc. Đúng là lợi hại thật. Với cái độ tuổi của tớ tổ đại nhân, có lẽ tốc độ còn nhanh hơn cả thánh nhân trước đây của nho gia. Không, tỏ không bằng thánh nhân. Thánh nhân là tự mình lĩnh ngộ đạo giáo. Thì ta không giống như vậy. Ta được người của thánh đạo điểm hóa. Còn có người có thể điểm hóa được thánh đạo của chú tỷ tỷ sao? Trên thế gian hiện tại còn có người như vậy sao? Không biết tớ tổ đại nhân đã đi vào con đường thánh đạo gì vậy? Đạo bình đẳng. Đạo bình đẳng đây không phải là trong hiện cảnh của Nghị Quân lúc nãy sao? Lẽ nào người mà tôi đã nhân nói là... Không sai, chính là Nghị Quân. Không ngờ mình lại vì cái tên tiểu tử này mà lĩnh ngộ thánh đạo. Đạo bình đẳng này đã xâm phạm đến lợi ích của rất nhiều người. Con đường tiếp theo rất khó đi rồi. Nhưng con đường tương lai của ngươi sẽ rằng gian khổ hơn vì... Vì sư gấp trăm lần. Nếu để ngươi chết đi vô ích, để ngay cả to cũng sẽ phá vỡ thánh đạo. Xem ra lần này vi sư không bảo vệ ngươi không được rồi. Nghị Quân đã đi vào hiện cảnh bậc thứ ba rồi. Tốc độ này cũng có mấy phần phong thái năm đó của Chu tỷ tỷ. Tốc độ này quả thật không tồi. Những người khác đại đa số đều phải vật lộn ở bậc thứ nhất, nhưng còn kém hơn vi sư năm đó một chút. Tiếp theo để tôi xem ngươi còn có thể đem đến bao nhiêu là bất ngờ nữa cho tôi. Bậc thứ ba của Thư Sơn. Nguyên thần Nghị Quân. Phản đế phản phong kiến, lật đổ để chớ xây dựng cộng hòa. Tạo phản, chọn đế quốc, bất hòa, hòa thượng thối vị. Chết bậc thứ ba phá. Bậc thứ tư của Thư Sơn. Người đã tu hành Nghị Quân. Tên đệ tử này của ta, phẩm hạnh đôn trang, tu vi cao thầm, đã hoàn toàn vượt qua ta. Hôm nay lão phu sẽ nghe theo ý nguyện của mọi người đem vị trí minh chủ tiên minh truyền lại cho hắn. Đa tạ các vị đã yêu quý. Ôi da, chết bậc thứ tư phá. Bậc thứ năm, đại mới đầu Nghị Quân đem đỡ nhất tuyệt học của thiên hạ in thành vô số ẩn bản rải khắp thiên hạ, người người đều có thể tu hành. Hai đạo chánh ma cùng nhau chém chết. Chết bậc thứ sáu, trưởng môn Nghị Quân không nhận phụng dưỡng, phần phá của cải của môn phái. Chết. Nhị thập chết phá. Đúng là không thể tin được, Nghị Quân vẫn chưa bước vào con đường tu hành phải không? Sao có thể nhanh như vậy? Nghị Quân này quả nhiên là thần trí kiên định. Bình thường mới vượt qua bậc thứ sáu đó là thiên tài rồi. Bước qua bậc thứ 10 tương lai nhất định cái thở có thành tựu đại nho. Hắn liên tục qua 20 bậc không chút trở ngại. Hắn liên tục qua 20 bậc không chút trở ngại, chỉ cần bước qua thêm một bậc nữa. Hắn có thể vượt qua tế tổ đại nhân. Nhị thập đại, trở thành người đứng thứ nhất mới của đăng tiên bản. Không chút dao động. Nghị Quân quả thật là người có ý chí kiên định nhất mà ta từng gặp. Nhưng có thể vượt qua bậc thứ 21 vẫn chưa biết trước được. Bậc 21 có khó đến vậy không? Chú tỷ tỷ lúc đó sao lại thất bại vậy?
Năm đó, khi ta đang lên Thư Sơn để tu hành có thành tựu, hiện cảnh bình thường không thể quấy nhiễu đạo tâm của ta, cho nên hai mươi bậc tốc độ của ta nhanh hơn Nghĩa Quân một chút. Đến khi ta bước vào bậc thứ 21, ta vẫn tràn đầy tự tin. Nhưng thật sự khi ta bị trúng chiêu lại không phát giác chút nào. Sau đó ta mới hiểu được hiện cảnh bậc thứ 21 và 20 bậc trước hoàn toàn không giống nhau. Hiện cảnh bản chất đã thay đổi cùng một lỗi. Thay đổi cùng một lỗi là ý gì? Các ngươi cũng đang lên Thư Sơn nên cái thợ cũng hiểu. 20 bậc trước khi ngươi một thân phận để ngươi nhận một thân phận khác để sống. Thân phận mà hiện cảnh đưa thật ra là giả, cho nên sẽ sinh ra cảm giác xa lạ. Chỉ cần thần trí kiên định liền có thể phát giác được sự bất thường, sau đó phát vỡ hiện cảnh. Nhưng khi bước vào bậc thứ 21, ngươi vẫn là chính ngươi. Lúc đầu ta hiện cảnh thứ 21 vẫn tiếp tục đi vào phía trước. Một đường áp đảo trực tiếp xông vào bậc thứ 30. Tam thập. Lúc này thể lực của ta không đủ qua cửa thất bại. Sau đó ta lấy thành tích bậc thứ 30 làm chấn động thiên hạ. Sau khi ra khỏi Thư Sơn, ta được hoàng đế mời vào quốc tử giám, trở thành lão sư dạy học cho cả thiên hạ. Cuối cùng đã tu luyện thành thánh, hoàn thành mơ ước cuối cùng của đời người. Kết quả ta ngủ chảy nước miếng bị người khác đánh thức. Hiển cảnh quá chân thực, lừa được cả ta. Thư Sơn này đúng thật là nham hiểm. Cũng có thể nói ảo ảnh bậc thứ 21 sẽ biến thành bộ dạng mà người đang lên. Thư Sơn khắc vọng nhất. Lừa người đang lên Thư Sơn đều thất bại. Hiện cảnh mà Chu Tỷ đều không thể phá vỡ được. Nghị Quân có thể phá vỡ không? Rất khó. Chỉ còn hắn có thể sống sót. Tương lai nho nhã nhất định có chỗ đứng của hắn. Mặc dù thất bại nhưng vẫn rất là vinh quang. Vạn nhất Nghị Quân có thể thoát ra khỏi hiện cảnh này thì sao? Không thể nào. Chu Tỷ Tỷ kích thiên phú như vậy còn thất bại, sao hắn có thể qua được chứ? Để nói vạn nhất, không thở chính là không thở, không có vạn nhất. Nếu hắn thật sự có thể thành công, vậy chứng tỏ hắn thật sự có tư chất trở thành thánh nhân. Thiên phú vượt ở trên cả Chu Tỷ Tỷ. Nếu như đại càng thật sự có thiên tài cấp yêu nghiệt như vậy, vậy bổn cung chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp. Phá. Nhị thập đại, bậc thứ 21. Phá. Ta còn có việc đi trước đây. Hồn tỷ tỷ đi đâu vậy? Chẳng lẽ là quay về tắm rửa thay phục của chuẩn bị lấy thông báo đáp sao? Đợi chán sống rồi à? Ây da. Nói tỷ tỷ nghe xem, để lúc nãy đã nghe những gì. Dạ. Lúc nãy hình như có cái gì đó đã đập vào khiến đỡ mất trí nhớ rồi. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao? Minh Châu, không lẽ ngươi quên? Ở đây còn một người nữa sao? Ngươi chuẩn bị xử lý to như nào vậy? Ây da, nữ nhân sao phải làm khó nhau chứ? Tỷ tỷ thương Minh Châu nhất đúng không? Bây giờ tỷ ngược lại trở thành nữ nhi rồi ư? Đúng là đời người, mỗi nơi đều là diễn. Nghị Quân có ơn thành đạo với ta. Nếu có thể giúp hắn cưới công chúa làm thiếp, suy nghĩ của ta cũng thông suốt rất nhiều. Thiếp, có còn phải tuyệt tình như vậy không? Chợ của ta có một lá thư tây của thành nhân, đó lấy ân tình của Chu Tỷ Tỷ. Có thể xin Chu Tỷ Tỷ tha cho Minh Châu được không? Thư tây này ngươi đến lại cũng vô dụng, vốn dĩ muốn làm quà tặng ta khi ta biến, khi ta thành bán thánh phải không? Tiện thể lấy được một phần ân tình. Mệnh lại không thể đáp trả được. Lúc nãy ta chỉ là nhất thời nói chơi mà thôi. Cũng không thể vì một lời nói chơi mà để một công chúa đại càng ta gả cho. Hễ công chúa Minh Châu chuẩn bị thành thân sao? Lúc nãy ta mới đang lên Thư Sơn một chút, ở sau lại quyết định chuyện hôn sự luôn rồi. Nghị Quân, sao ngươi lại ở đây? Hả? Sao? Tất cả mọi người đều ra rồi. Ta cũng không biết nữa, ta đang chuẩn bị đang lên bậc tiếp theo. Đột nhiên có tia sáng lóe lên một cái, ta đã quay về rồi. Mọi người cũng đột nhiên quay về có đúng không? Vì thời gian đã đến rồi. Thư Sơn mở ra càng tài nghiên, càng đi lên tài nghiên càng tiêu hao nhiều hơn. Tài nghiên cạn kiệt, thời gian mở Thư Sơn cũng sẽ kết thúc.
Tài nguyên lần này dùng để mở thư sơn không nhiều, vì triều đình nó căn bản không nhớ đến, không ngờ đến. Có người có thể bước qua bậc thứ 21. Có người có thể bước qua bậc thứ 21 rồi sao? Vậy chẳng phải là vừa qua Châu Lão Sư trở thành đệ nhất đăng lên Thiên Sơn rồi sao? Trong chúng ta lại có thiên tài cấp yêu nghiệt như vậy sao? Bất tài, thiên tài yêu nghiệt đó chính là tại hạ, cho nên các vị không cần phải tranh giành người chấp bút với ta nữa. Ngươi nghĩ nhiều rồi, việc tìm chết này người khác chạy cũng không kịp. Nghị hình, sao huynh á có thể vượt qua bậc thứ 21 vậy? Chẳng lẽ hiển cảnh mà huynh nói với tớ tổ đại nhân nó gặp phải không giống nhau sao? Lão sư, năm đó ngươi đã gặp phải hiển cảnh gì? Hiển cảnh khiến ta cho rằng ta chưa đi vào hiển cảnh, luôn ở bậc thứ 30. Sau đó trong hiển cảnh đã trải qua cuộc đời hồ quỷ. Với hiển cảnh của ta và lão sư có lẽ cũng giống nhau. Nếu vậy, sao ngươi có thể thoát ra khỏi cái hiển cảnh này được? Đến cả Chu tỷ tỷ năm đó cũng thất bại. Rất đơn giản. Trong hiển cảnh khi ta đến bậc thứ 37 thì thất bại, cho nên ta đã phát hiện ra đó là hiển cảnh. Tại sao? Vì ta không thể thất bại. Chúng ta có phải vô tình đã cho hắn cơ hội thể hiện rồi không? Hai người các ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Vâng, Chu tỷ tỷ muốn nói cái gì vậy? Thì thầm các người ngược lại tránh xa một chút có bọn ta có bị điếc đâu. Lúc nãy ta đã dùng năng lực bán thánh để xác nhận rồi. Nghĩa quân không nói dối. Ý tỷ nói là cái thắng đã thông qua bậc thứ 21 sao? Ý của Chu tỷ tỷ là nghĩa quân thật sự không cho rằng bản thân thất bại sao? Không phải là kiêu căng sao? Sao phải nói dối chứ? Trẫm đương nhiên sẽ không để xảy ra bất cứ cái sai phạm nào rồi. Thật sự sai rồi, đó cũng chỉ là sai phạm của thế giới. Nếu thật sự giống tới tổ đại nhân đã nói, chứng tỏ thiên phú của nghị quân vẫn còn trên chúng ta. Vậy lần này không thể để nghị quân trở thành người chấp bút rồi. Thiên phú cấp này tài tình như vậy, nếu như chết trong đấu tranh chính trị thì chính là tổn thất của cả cái đại càn. Tên có hoàng tử này quả nhiên không có ý tốt, là muốn cắt đứt cái đường chết của trẫm. Hai nữ tử kia tuyệt đối không được nghe lời dụ dỗ của hắn. Không sai. Tử thần lần này ngược lại đã nói đến điểm chính rồi. Bổn cung cũng sẽ toàn lực giúp đốc thúc chuyện này. Nhà đầu khốn kiếp, ngươi còn làm lốn thốp làm gì? Hồn do của các ngươi đầu óc đều có vấn đề phải không? Lão sư mau quản hai cái tên khốn kiếp này đi. Hai người các ngươi thân là con cháu của hồn gia. Nhìn thấy hành vi trong hiển cảnh của nghĩa quân là cùng bảo vệ cho hắn. Bố cục đều là như này, quả là có thể diện rồi. Ta tìm các ngươi chính vì là muốn nói chuyện này, vậy chúng ta có quyết định như vậy đi. Các ngươi đưa ra quyết định cái rắm à? Đến lừa các ngươi quyết định chắc. Không được. Trẫm không thể ngồi chờ chết được. Đợi đã. Có phải các ngươi nên hỏi ý kiến của đương sự không? Nghĩa quân bọn ta đang cứu ngươi. Cứu ta? Cho nên các người là cảm thấy ta làm người chấp bước nhất định sẽ giết, sẽ chết sao? Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ chết. Ta không làm người chấp bước. Các người dự định chọn một trong số bọn họ sao? Cũng chính là để bọn họ đi chết thay cho ta. Người chấp bước còn phải giữ ra được hậu nhiên chính khí, cho nên chuyện này có lẽ sẽ rơi vào trên người của Lý Thám Hóa có thiên phú xuất chúng. Hận bào tiến sĩ nhất giáp Lý Thâm Hoa, thiên phú tu luyện của hắn sẽ hận hơi trước tôm giáp, cho nên triều đình sẽ giúp dưỡng ra được hạo nhiên chính khí. Sau đó để hắn trở thành người chết thay. Ta nói không sai đúng không? Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc cũng phải có người làm. Nhưng người này không phải người. Quân tử phải đợi thời cơ hành động mới là người nên làm. Người với những người khác không giống nhau. Thiên phú của người cao, tương lai sẽ lấy được thành tích lớn hơn. Lý Thám Hoa, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ cho tộc ngươi bình an vô sự. Bổn cung có thể đảm bảo, nghi quân sống sót, tương lai hắn cũng sẽ giải cứu nhiều người hơn. Hy sinh của ngươi là có giá trị. Ngạo mạn, cho nên lấy danh nghĩa là giải cứu nhiều người là đã hy sinh người khác sao? Đời sẽ mã người như cỏ rác, không có chút giá trị nào.
Nghi quân ngươi vẫn chưa hiểu nhiều, không biết có những lúc ở đời người phải đưa ra lựa chọn. Ta đương nhiên là biết đời người còn phải lựa chọn, nhưng từ trước đến nay ta được dạy là trời định giảng cho người nào có trách nhiệm lớn, trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói mòn, chịu nỗi khổ sở nghèo hèn, làm việc gì cũng không thuận lợi, như vậy là để lay động tâm trí, đỡ tính khí trở nên kiên nhẫn, tăng thêm tài năng. Thánh nhân không dạy ta phải dựa vào hy sinh người khác để giải cứu bản thân, càng không nói với ta, ta có thể hy sinh người khác để giải cứu người còn lại, còn là vĩ mật như người ba ngưng. Nếu như các ngươi thật sự muốn cứu ta, thì bản thân đi là người chấp bút, ta sẽ bái phục các ngươi. Nếu muốn dựa vào hy sinh người khác để lấy được cảm kích của ta, ta khuyên các ngươi nên quên đi. Mỗi người đều là từ bụng mỹ mà ra, đều là lần đầu làm người. Trên thế giới này, ai cũng không cao hơn ai. Bất cứ ai trên thế giới này đều không phải sinh ra để hy sinh cho người khác. Đại trưởng phu có chuyện nên làm, chuyện không nên làm. Chuyện hy sinh người khác để bảo toàn mạng của bản thân như vậy, quân tử không làm. Khắp người hắn đều phát ra ánh sáng, đây là dị tượng, lễ nào nghị quân hắn. Nhanh như vậy không phải là đợi đến hôm sau sao? Sao mới thiên sơn á, nghị quân đó đã dưỡng ra hậu nhiên chính khí rồi. Nghị huynh, nhanh như vậy đã dưỡng thành hậu nhiên chính khí rồi. Cộng thêm những lời nói dưới thư sơn thật sự làm kinh động lòng người. Nếu như là người khác, ta chết cũng không nghe theo. Nhưng nếu là ngươi, ta bằng lòng. Ngươi bằng lòng cái rắm mà đừng có nói mấy cái lời như vậy. Nam nhân của thế giới này bị bệnh sao? Sao có thích nắm tay của người khác vậy chứ? Nghị huynh, ý ta nói là muốn thay huynh trở thành người chấp bút. Không ngờ diễn xuất của ta lại đem đến phiền phức như vậy. Lý Hình, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này ngõ trừ phụ mẫu không bất cứ kỹ nào mà đáng để ngươi hiến mạng cho cả. Mọi người đều chỉ có một mệnh, phụ mẫu ngươi vất vả mới nuôi ngươi lớn như vậy, tuyệt đối không thể để ngươi đi hiếu kính với kỳ khác. Nguy huynh, sau này nếu huynh cần ta làm gì, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Sau này phụ mẫu của ta chính là phụ mẫu của huynh, nương tử của ta cũng chính là nương tử của huynh. Nương tử của ngươi vẫn là nương tử của ngươi, ta không muốn làm người cùng đạo với ngươi đâu. Phụ mẫu của ngươi vẫn là phụ mẫu của ngươi, chuyện giữ lão một mình ngươi là đủ rồi. Tên này vừa nhìn là biết có tố chất nịnh bợ rồi, nó không chừng có thật sự có thể thay chết, thay ta chết. Nhưng phải vạch rõ giới hạn của hắn. Ngụy huynh, huynh làm vậy cũng quá là rõ ràng rồi. Ngươi vì đắc tội công chúa và hoàng tử mới cố ý xa lạ với ta, có đúng không? Ngụy huynh, không cần phải đặc biệt giả vờ xa lạ với ta. Ta cũng không vì sợ bọn họ mà xa lạ với Ngụy huynh đâu. Mặc dù ta chỉ là một thám hóa, nhưng lý do của ta cũng là thế gia đại nho, không được bất cứ người nào bắt nạt. Xin ngươi đừng nói thêm gì nữa. Ta chỉ đơn thuần là muốn tránh xa ngươi thôi. Thôi bỏ đi, không thèm nói nhiều với ngươi nữa. Sau này tránh xa một chút là được rồi, làm việc chính quan trọng hơn. Lão sư học sinh bằng lòng chấp bút với chiến tranh vợ quốc, xin lão sư thành toàn. Nghĩ quân biểu hiện lúc nãy của ngươi ta đã nhìn rõ rồi, ngươi rất tốt, xem như đã dạy cho ta. Trị hành hợp nhất quả nhiên là có tư chất của thánh nhân. Thánh đạo của ta là đạo bình đẳng, trước đây ta cho rằng cái nghĩa quân có giá trị hơn Lý Thám Hoa là hoàn toàn lệch khỏi cái bình đẳng. Nếu như không phải nghĩa quân nhắc nhở, ta đã thật sự đi nhầm đường rồi, lại nợ hắn một nhân tình rồi. Nếu như ngươi đã quyết định rồi, vậy ngươi chắc cũng tất nhiên là của ngươi rồi. Cũng chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi. Học sinh không sợ chết. Rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Được, vậy ngươi quay về đi, ngày mai trực tiếp đến Hàn Lâm Viện là được rồi. Những người khác ở lại, lát nữa sẽ mời các ngươi đi ăn cơm. Hả? Sao lại không mời ta? Những người khác đã thất bại, ăn uống một chút, ngươi tự vào nhà mà ăn đi. Trên đời này, ta lần đầu mới nhìn thấy một chân quân tử như Ngụy huynh. Sau này hắn chính là tấm gương cái đời này ta theo đuổi. Nội tâm của Ngụy quân lúc này quá đáng, một trận nguyên thiên đế như ta, mời ăn cơm lại không đưa theo ta. Cái đời, một đời này á, vẫn là nghèo khổ, chỉ có thể vừa nhà. Minh Châu, tử thần có muốn đi ăn cơm chung không? Lần này á thì không rồi, bọn ta còn muốn. À đúng rồi, lúc nãy ở
Thư Sơn, Ngụy Quân đã làm mất mặt của các ngươi đúng không? Nếu như các ngươi muốn báo thù thì cứ nhắm vào ta là được rồi. Chúng ta căn bản cũng không dám. Long tử phượng tôn, ta cũng không phải không dám giết. Sắc ý của bản thánh, hóa ra cho tỷ tỷ giữa cái đám người này lại chính là để chứng kiến khoảnh khắc này. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rằng ở phía sau Ngụy Quân là một. Tế tổ đại nhân yên tâm, có Ngụy Quân nhân tài như vậy là vinh hạnh của đất nước. Chúng ta sẽ không vì một vài chuyện bất kính mà ra tay với hắn. Chỉ là chiến tranh vợ quốc. Nước thật sự quá sâu. Tôi lo lắng, tế tổ đại nhân nó cũng không thể bảo vệ được hắn. Vậy thì liều mình với chính nghĩa. Tớ tin Ngụy Quân cũng có giác ngộ như vậy. Đúng rồi, các ngươi có không biết có đúng không? Hậu nhiên chính là chính khí của Ngụy Quân không phải là đang lên Thư Sơn mà lấy được. Không phải là đang lên Thư Sơn mà lấy được. Vậy thì hậu nhiên chính khí ở đâu ra? Đúng vậy, hậu nhiên chính khí thông qua Thư Sơn lấy được bình thường là thiên tài thứ hai mới có cảm ứng được. Có khi nào là thiên phú của Ngụy Quân quá mạnh nên đã rút ngắn thời gian lại không? Không, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hậu nhiên chính khí lấy được từ Thư Sơn sẽ không gây ra dị tượng. Chỉ có hậu nhiên chính khí tự mình lĩnh ngộ mới gây ra dị tượng. Dẫn động chính khí của thiên địa đúc ra chính là bích huyết đan tâm. Tự mình đã lĩnh ngộ hậu nhiên chính khí, đây không phải là truyền thuyết sao? Vì kỳ tài tự mình lĩnh ngộ đạo nhiên chính khí lần trước chính là ta. Các ngươi ngồi ở đây đều là rác rưởi, đương nhiên là không hiểu được rồi. Để cứ hỏi câu này làm gì? Bị của ta trêu rồi. Chủ tỷ tỷ kiêu ngạo đến nỗi này, mỗi người tân bốc của ta đều có trách nhiệm. Không phải tỷ cũng hay tân bốc của ta sao? Ai bảo của ta mạnh như vậy? Cứ như vậy, chuyện của hôm nay rất nhanh thông qua miệng của Tân Tấn Hàng Lâm Viện mà truyền ra ngoài. Tin tức Ngụy Quân sắp trở thành người chấp quốc 10 năm của chiến tranh đối quốc, kèm theo đó là danh tiếng Ngụy Quân không sợ chết, được truyền khắp thiên hạ, khiến vô số người khen ngợi. Khắp nơi đều xôn xao. Ngụy huynh mời. Diễn huynh chỉ trách Minh Châu ở công chúa và Di Hồn Tử, sau đó là trở thành người chấp quốc. Chúng ta đều đã nghe nói rồi, thật sự rất sung sướng. Nào, ta và Mộng cô nương cùng nhau kinh huynh một ly. Lúc trước ta đã cùng diễn kịch với Thượng quan công tử lừa công tử, xin ngài thông cảm. Tiểu nữ tử, tôi xin cạn trước. Hôm nay, ngươi tìm ta có lễ, không phải là vì nói những chuyện này với ta có đúng không? Có gì cứ nói thẳng đi. Quả thực là một việc muốn nhờ huynh giúp. Nhưng chuyện này có hơi khó xử. Sự khuyến Ngụy huynh đắc tội không ít người. Nói ta nghe xem. Ngụy huynh huynh á, huynh có muốn điều tra sự thật vừa chiến tranh vợ quốc, một người nhất định không là không đủ. Ở phía sau nhất định phải là một đội. Cho nên tôi muốn đỡ huynh bổ nhiệm một vị bạch đại nhân. Người này thiên phú bẩm sinh, tâm trí tỉ mỉ, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu về phương diện điều tra vụ án. Nói vậy, ngươi đã giúp ta sao? Có gì mà khó xử chứ? Vấn đề nằm ở chỗ bạch đại nhân phán án quá công bằng. Vì ngươi đắc tội có hơi nhiều, ngươi muốn giết hắn cũng rất nhiều. Nếu như Ngụy huynh muốn dùng người này, rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Liên lụy? Rất tốt. Công bằng đương nhiên là nguyên tắc đầu tiên mà phán án phải coi trọng. Vậy bạch đại nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhân tài như vậy ta nhất định phải gặp một lần. Ngụy huynh, có biết thứ đại danh bổ không? Thứ đại danh bổ, cho nên người muốn giới thiệu cho ta là người thứ năm của thứ đại danh bổ sao? Sao huynh lại biết? Thứ đại thiên vương có 5 người, cái này không phải là kiến thức thông thường sao? Kiến thức thông thường sao chúng ta lại không biết vậy? Ngụy huynh quả nhiên là người phi thường, đến cái điểm này mà cũng có thể đoán được. Thật ra bạch đại nhân vốn chỉ là người đứng đầu trong tứ đại danh bổ, đáng tiếc khi phó án đắc tội với người không nên đắc tội. Nên bây giờ đến ngay cả cái tên cũng sắp trở thành điều cấm kỵ rồi. Ngụy công tử, tôi khuyên huynh là vẫn nên cẩn trọng suy nghĩ một chút. Phía sau bạch đại nhân này, nước rất sâu. Mong cô đương nghĩ nhiều rồi, nước càng sâu có thể sâu hơn chiến tranh vũ quốc hay không? Chuyện này thật sự cũng chưa chắc. Vị bạch đại nhân này có hơi tò mò.
Nghe nói, lời đã từng có tiên nhân đoán số mệnh của hắn, nói mệnh cách của hắn là thiên sát cô tinh. Khi Bạch Đại Nhân vừa mới sinh ra, vị tiên nhân kia đã nói hắn khắc chết tất cả những người thân bằng hữu bên cạnh. Kết quả, người bên cạnh hắn thật sự đã thường xuyên xảy ra chuyện, cho nên khi còn nhỏ phụ mẫu đã bỏ rơi hắn. Sau đó, hắn được người khác nhận nuôi sau khi trưởng thành đi vào lục phiến môn, trở thành đệ nhất thần bổ trong thiên hạ. Nhưng chỉ cần là người bị hắn nhắm trúng, toàn bộ cả nhà đều bị diệt vong. Hắn điều tra đến đâu, người sẽ chết đến đó. Ngay cả người bên cạnh hắn đều khó tránh khỏi, thường xuyên chết không tồn thây. Năm cộng sự trước đây của Bạch Đại Nhân đã chết hết trong khi điều tra vụ án. Lộ phiến môn đã từng thống kể qua những người mà Bạch Đại Nhân thật sự động tay giết chỉ có 7 người. Nhiều hơn là tự nhiên tử vong. Tổng số người lần lượt vì hắn mà chết 1.287 người. Cho nên, người biết được việc này nó tự xưng là tử thần. Năng lực này không phải vì giống và bản học nhỏ Conan khi sau. Tuyệt, lần này ta nhất định sẽ nhặt được bảo bối rồi. Thật ra, ta cũng có chút dây dưa. Từ góc độ cá nhân của ta, ta hy vọng ngũ huynh á có thể giúp đỡ Bạch Đại Nhân. Nhưng huynh trở thành người chấp bút rốn dĩ là thập tử nhất sinh. Nếu thêm có Bạch Đại Nhân thì thật sự là thập tử vô sinh. Huống hồ chi là Bạch Đại Nhân còn đắc tội không ít người. Một trong những người đứng đầu của môn phái chính đạo, Trường Sinh Tông. Trường Sinh Tông là xuất thân của quốc sư. Không sai, vị này được bệ hạ phong làm khách quý. Thái thượng trưởng lão của Trường Sinh Tông, Trường Sinh. Nghị huynh có còn nhớ ta từng nhắc nhở huynh, người không được đắc tội đúng không? Môn phái của tu chân giới tuyệt đối không được động đến. Nhưng Bạch Đại Nhân rất lớn mật, vì một vụ cưỡng bức dân nữ, lại có thể điều tra đến trên đầu của Trường Sinh Tông. Hắn không quan tâm đến cảnh cáo của phủ quốc sư, trực tiếp đem đệ tử thân truyền của đệ quốc sư bắt đến lục phiến môn tiến hành công khai thẩm vấn. Cuối cùng cái tên đệ tử đó đã bị điều tra, đã giết 8 mạng người, chém ngay tại chỗ, kết quả là không ai dám giáng hình với hắn. Bạch Đại Nhân dưới sự phẫn nộ, chỉ đành làm đao phủ, đích thân chiếm cho cái tên ác nhân. Từ đó, Bạch Đại Nhân và quốc sư kết tử thù, nghe nói là vì Minh Châu công chúa thay hắn cầu xin nên mới sống sót được. Sau đó, phủ quốc sư đã lên tiếng để cho hắn sống sót, nhưng phải khiến hắn như chó nhà mất chủ sống không bằng chết. Sau đó, mặc dù hắn ở lục phiến môn giữ được chức vụ, nhưng từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều cô lập hắn, cũng không giao nhiệm vụ cho hắn. Mà đã nhân liền trở thành một người tàn hình. Khốn kiếp. Cái bọn khốn này lại ngông cuồng như vậy. Đường đường là đệ nhất thần bổ của đại càn lại dám đối đãi như vậy. Thân là bộ khối, tổng tâm điều tra cái vụ án thì có gì sai, trừng trị kỳ ác thì có gì sai. Chẳng lẽ chỉ vì có một vài lời đồn là trùng hợp là để một nhân tài bị chôn vùi như vậy sao? Chẳng lẽ hắn vì công bằng mà bị quyền quý báo thù liền bị chôn vùi vậy sao? Nếu đã Bạch Đại Nhân, một người chính trực như vậy sống thôi thớp ở trên trời, đây là điều bất hạnh của đế quốc. Không ai dám lại gần Bạch Đại Nhân phải không? Rất tốt. Với Bạch Đại Nhân này là của ta.